Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ. Tập 136. Chương 1351, Nghĩa Trang. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy, đều hơi ngẩn ra. Có 5 tên ma nhân, bọn chúng hình như bị quái thụ quấn lấy. Lỗ tai Triệu Thiên Dĩnh hơi nhúc nhích, sau đó mấp mấy môi khẽ nói, tới phía trước nhìn kỹ hơn đã. Liễu Minh do dự một chút rồi thúc giục lại pháp quyết, ánh sáng xanh bên ngoài hai người lại lóe lên mờ nhạt hơn, tận lực ẩn giấu khí tức, lặng yên nhanh chóng bay tới chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía trước hơn mấy trăm trượng có mấy tên ma nhân đang tại bị 7-8 bụi hoa màu đen vây công. Những tên ma nhân này Liễu Minh đều nhận ra, chính là đám người nửa năm trước từng gặp mặt một lần, Cao Hách Thế Gia cùng Hàn Nha lão giả. Chẳng qua lúc này ngoại trừ Cao Hách Yểm cùng Hàn Nha lão giả, thì cấp thiên tượng của Cao Hách Thế Gia chỉ còn sống có 2 người. Thiên tượng cảnh ma nhân do Hàn Nha lão giả mang đi chỉ còn 1 người thôi. Ngoài ra còn có một cái nụ hoa đã khép kín nhưng lại không ngừng động đậy bên trong, nụ hoa lai càng phồng. Từng tận mắt nhìn thấy quái thụ thôn phệ ma vật nên trong lòng hai người Liễu Minh hiểu rõ. Bên trong nụ hoa đó là một gã thiên tượng cảnh ma nhân và thanh âm thảm thiết vừa phát ra lúc nãy là của người ở trong đó. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, lúc này cũng không định rời đi mà muốn tìm một chỗ thuận tiện ẩn ấp để hai người theo dõi tình hình bọn người Cao Hách Yểm. Lúc này đây, trước mặt bọn họ là 7-8 cái nụ hoa màu đen không ngừng phun ra từng chùm hắc tuyến. Những sợi hắc tuyến này có phần thô to hơn những sợi trước đó Liễu Minh thấy ở bên ngoài, hiển nhiên uy lực cũng hơn xa, mỗi sợi hắc tuyến đánh ra đều mang theo tiếng rít gió lạnh người. 5 người Cao Hách Yểm đưa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn, trên thân mỗi người đều sáng rực hào quang, rõ ràng là đang tận lực ngăn cản công kích của đám quái thụ này. Cao Hách Yểm đang sử dụng pháp bảo là một cái lục lạc, trên đó có mấy cái chuông nhỏ màu đen. Mặt ngoài phù văn rậm rịt điện hồ quấn quanh, những tia điện hồ lao ra công kích những nụ hoa màu đen theo từng nhịp chuông run lên. Hàn Nha lão giả thì thả ra một con cự mãng màu lam lớn hơn 10 trượng, trong miệng nó không ngừng phun ra một màn sương mù màu lam. Còn lại 3 tên thiên tượng ma nhân thì cũng nhao nhao tế ra các loại pháp bảo của mình, tỏa ra đủ các loại màu sắc. Chẳng qua là 5 người liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn trở quái thụ công kích mà thôi, những công kích của bọn họ căn bản không cách nào tạo thành tổn thương với những quái thụ kia. Tình hình như vậy mà muốn thoát khốn thì thật có chút khó khăn, đương nhiên với tu vi thông huyền cảnh của hai người Cao Hách Yểm cùng Hàn Nha lão giả, nếu muốn một mình thoát thân thì cũng không phải không được. Cao Hách đạo hữu, những cái quái thụ này căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản đâu, theo ta thấy thì chúng ta nên rút lui thôi. Hàn Nha lão giả vừa khó khăn khống chế 2 con băng mãng xà, vừa ngưng tụ một bức tường băng ở trước mặt vừa nói với Cao Hách Yểm. Chúng ta thật vất vả mới đến được đây, sao có thể tay không mà rút lui. Hàn Nha đạo hữu, ta biết rõ ngươi còn lưu hậu thủ, chỉ cần ngươi ra thêm một chút lực thì khó khăn trước mắt sẽ vượt qua mà thôi. Cao Hách Yểm trầm giọng nói, thoát được nguy hiểm chỗ này thì sao chứ, theo như lời ngươi nói thì chỗ này cũng chỉ mới là bên ngoài của nội uyên thôi. Mà thực lực chúng ta bây giờ muốn tiến sâu vào nội uyên ta e là không đủ sức. Hàn Nha lão giả hừ lạnh một tiếng, trả lời. Hai người mải miết tranh cãi nên phòng ngự của họ lộ ra một chút sơ hở. Đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo hắc tuyến cực lớn đã xuyên qua bức tường băng của Hàn Nha lão giả, một cái mơ hồ đã đâm xuyên qua người ở bên cạnh lão giả, đó là một tên thiên tượng cảnh ma nhân đầu tóc màu đen. Trước ngực nam tử tóc đen máu tươi tuôn ra ào ạt, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, sau đó cả người đã bị sợi hắc tuyến kia quấn lấy kéo lên không trung, bay về phía một nụ hoa màu đen. Tì nhi, Hàn Nha lão giả khẽ giật mình, trong miệng lập tức phát ra một tiếng bi thương. Nam tử tóc đen bị đánh chết vòng phòng ngự lập tức xuất hiện lỗ thủng. Một cái nụ hoa khác nhanh chóng bắn ra một chùm hắc tuyến, xuyên qua lỗ hỏng, quấn lấy một tên thiên tượng ma nhân của Cao Hách Thế Gia. Vèo, ma nhân này không có chút lực phản kháng, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không có cơ hội. Cứ như vậy bị trói chặt rồi kéo vào trong nụ hoa màu đen, tình hình xảy ra cực kỳ nhanh, bộ dáng như thuấn di vậy. Cao Hách Yểm biến sắc, nhưng không đợi hắn có biện pháp gì giải quyết, thì hai cái nụ hoa bên cạnh đồng thời phát ra 2 chùm hắc tuyến, xuyên qua thân thể tên ma nhân cấp thiên tượng cuối cùng của Cao Hách ra, trực tiếp xé rách thân thể làm 2 rút vào trong 2 nụ hoa trên kia, máu tươi cũng theo đó mà tung tóe khắp nơi. Cao Hách đạo hữu, trong nội uyên quá mức nguy hiểm,
thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục thực hiện lời hứa, đạo hữu muốn đi tới xin cứ tự nhiên, ta không thể phụng bồi nữa. Hàn Nha lão giả mặt trầm như nước nhìn Cao Hách Yểm nói một, cũng không đợi hắn trả lời trong tay đã thúc giục pháp quyết. Lam sắc quang mang trên người tỏa sáng, ngưng tụ ra một cái hư ảnh pháp tướng cực lớn. Hai con băng xà cũng quay về, quấn quanh trên người pháp tướng. Lam quang lóe lên, Hàn Nha lão giả đã biến thành một hư ảnh màu lam, nhắm phía ngoài nội uyên chạy như điên. Hư ảnh màu lam độn nhanh như thiểm điện, tuy rằng tản mát ra khí tức làm kinh động đến những quái thụ màu đen xung quanh đó. Nhưng mà không đợi những quái thụ này kịp phản ứng, thì hắn cũng đã nhanh chóng phi độn rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Cao Hách Yểm mắt thấy cảnh này, thần sắc cũng biến đổi. Lúc này đây, ở đó chỉ còn một mình Cao Hách Yểm, nên tất cả công kích của mấy cây quái thụ quanh đó đều dồn về phía hắn, hắc tuyến như mưa phủ xuống Cao Hách Yểm. Sắc mặt Cao Hách Yểm đại biến, vội há miệng phun ra một ngụm máu lên mấy cái chuông đen của Lục Lạc. Lục Lạc quay tít một vòng, đón gió cuồng trướng đến hơn 20 trượng, mặt ngoài lập tức nổi lên từng đạo vừa thô vừa to hắc sắc lôi điện nhắm bốn phương tám hướng bắn ra. Phương viên hơn 10 trượng lập tức biến thành một mảnh thế giới của tia chớp màu đen. Liễu Minh biến sắc, một tay luồn qua eo Triệu Thiên Dĩnh, đồng thời hai chân mãnh liệt đạp một cái xuống đất, thân hình bắn ngược ra sau, rồi nhanh chóng phi độn ra xa, thiếu chút nữa thì bị hắc sắc lôi điện làm ảnh hưởng. Bên trong hắc sắc lôi điện, 7-8 gốc quái thụ màu đen lập tức tản ra xa, tựa hồ có chút sợ hãi đối với những lôi điện này. Sắc mặt Cao Hách Yểm vô cùng tái nhợt, cả miệng lẫn mũi đều chảy ra từng đạo máu tươi, hiển nhiên để thi triển bí thuật này, hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, cánh tay vung lên thu hồi Lục Lạc màu đen, cả người hóa thành một đạo hắc sắc điện mang lao nhanh về phía nội uyên. Hiển nhiên, hắn quyết định sẽ một mình tiến vào đó. Nơi này đấu pháp gây ra chấn động kịch liệt như thế, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cách đó không xa, Triệu Thiên Dĩnh nhẹ giọng nói một câu. Liễu Minh nhẹ gật đầu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, mang theo Triệu Thiên Dĩnh lách qua khu vực đấu pháp vừa rồi, tiếp tục bay về phía trước. Đoạn đường sau đó hai người không có gặp chút nào khó khăn trắc trở, nửa khắc đồng hồ sau hai người rút cuộc đã ra khỏi chỗ của mấy cây quái thụ, đi tới một chỗ tràn đầy cát đen. Ai già, cuối cùng cũng ra khỏi chỗ đó. Triệu Thiên Dĩnh trong lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại khu rừng quái thụ vừa rồi, thở dài một câu rồi nói. Những cây quái thụ này không biết là cái giống gì, từ trước đến giờ, đây là lần đầu được nhìn thấy nó. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi phụ họa theo một câu. Quản chuyện này làm gì, dù sao đã qua được rồi hà tất phải lo lắng đến nó, chúng ta mau đi thôi. Triệu Thiên Dĩnh cười hì hì nói. Nói cũng đúng, phía trước không biết còn có loại nguy hiểm gì nữa đây, chúng ta thật không nên lãng phí tâm tư ở đây làm gì. Liễu Minh nhẹ gật đầu, xoay người lại nhìn về phía trước, bây giờ hàng rào màu đen nhìn thấy lúc trước đã gần ngay trong tầm mắt rồi. Trong sa mạc đen ngòm kia không biết lại tiềm tàng nguy hiểm gì nữa đây. Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh chớp lên chậm rãi nói tiếp. Cái mảnh sa mạc này không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi có thể yên tâm rồi. Không chờ Liễu Minh trả lời, hắc quang lóe lên đã hiện ra thân ảnh Ma Thiên. Nhanh như vậy ngươi đã khôi phục nguyên khí rồi sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên hỏi lại. Làm sao mà nhanh vậy được, ta chỉ có một cái ma cốt thủ làm sao hồi phục nguyên khí nhanh được. Chỉ là đi qua khỏi sa mạc này mới chính thức đến chỗ tháp Ma Uyên, nơi đó mới thực sự nguy hiểm, không có ta chỉ đường, chỉ bằng vào hai ngươi đi vào đó chỉ là người si nói mộng thôi. Ma Thiên nhàn nhạt trả lời, theo lời tiền bối nói thì rốt cuộc nguy hiểm trong đó là thứ gì? Triệu Thiên Dĩnh nuốt nước bọt, sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Đợi lát nữa các ngươi nhìn sẽ biết, bây giờ không cần ta nói đâu. Ma Thiên cười hắc hắc rồi nhàn nhạt đáp. Liễu Minh nhướng mày, lập tức khẽ hừ một tiếng mang theo Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục phi độn rời đi. Tuy rằng Ma Thiên nói phía trước không có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không thu hồi sa hoạn đồ đằng. Nhưng đoạn đường sa mạc kia, thật đúng như lời Ma Thiên nói, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này sa mạc màu đen này hoàn toàn là một sa mạc bình thường mà thôi. Trong đó chỉ sinh sống một ít ma vật thấp kém, thậm chí vừa phát hiện hai người đi tới đã vội vàng tháo chạy. Một nén nhang công phu trôi qua, hai người đã đi ra khỏi sa mạc màu đen, bây giờ thì hàng rào màu đen đã hiện ngay trước mặt. Nhìn qua thì thấy cái hàng rào này không có gì dị thường, chỉ là trên nó tràn ngập sương mù màu đỏ mà thôi,
đồng thời tản ra một loại khí tức mục nát, chết chóc. Ngươi nói nguy hiểm chính là nói ở chỗ này sao? Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, cất tiếng hỏi. Đúng vậy, nhưng những sương mù màu đỏ này cũng chỉ là độc khí bình thường mà thôi, nguy hiểm chính thức còn ở bên trong. Ma Thiên gật gật đầu nói. Liễu Minh nghe vậy, trong mắt tử quang lưu chuyển, đi tới nhìn vào phía trước. Xuyên qua hàng rào cao lớn đầy tử khí này là một tòa kiến trúc màu xám trắng bị tàn phá thảm hại. Bên trong còn có nhiều tấm bia đá bị hư mòn, nhìn qua có chút giống như một cái nghĩa trang. Loại sương mù màu đỏ này đối với thị lực có ảnh hưởng thật lớn, với nhãn lực của Liễu Minh cũng chỉ có thể nhìn ra hơn trăm trượng mà thôi. Hơn nữa cái nghĩa trang này hình như bị một cỗ lực lượng cổ quái nào đó bao trùm lên, thần thức hoàn toàn không thể đi ra khỏi cơ thể. Sâu trong nghĩa trang, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi đi lại lại trong đó. Thoạt nhìn giống như là hình người, nhưng vì ở quá xa nên Liễu Minh cũng không cách nào nhìn rõ được. Những thứ đang đi lại trong kia là gì vậy? Liễu Minh nhìn những bóng người đi lại trong đó, sắc mặt ngưng trọng hỏi lại. Tuy rằng thần thức không cách nào dò xét, nhưng Liễu Minh vẫn có thể cảm nhận được những thân ảnh cực lớn kia tản mát ra thi khí hết sức nồng đậm. Uy áp từng con thả ra không thua gì thiên tượng cảnh ma nhân. Đây là nghĩa trang của cổ ma, những thứ ngươi thấy là ma thi. Ma Thiên mở miệng đáp lại. Ma thi, chẳng lẽ đều là thi thể của ma tộc thượng cổ? Đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, run run hỏi lại. Điều này cũng không hẳn, ma thi nơi này quả thật là có thi thể của thượng cổ ma nhân. Nhưng mà trong đó hơn phân nửa là của những ma nhân trong thời gian qua đã tiến vào trong tháp Ma Uyên. Bọn hắn sau khi chất thi thể bị thi khí ăn mòn rồi dần dần hóa thành ma thi, ngày đêm lãng du ở trong đó. Ma Thiên nhàn nhạt trả lời. Triệu Thiên Dĩnh nghe nói vậy thì khuôn mặt trở nên có chút khó coi. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1352, Hội tụ. Xem ra lời đồn là sự thực, Triệu Thiên Dĩnh thì thào lẩm bẩm. Những thành viên quan trọng trong các gia tộc lớn như bọn họ nếu đã nghe nói về bí cảnh Ma Uyên thì đều được nói ít nhiều những chuyện kinh khủng liên quan tới Nội Uyên. Bởi dù sao thì từ xưa tới nay, theo ghi chép thì chưa ai có thể sống mà rời khỏi, nếu không cũng không được coi là cấm địa. Tầng khí độc của thi ma kia thì còn được. Thế nhưng nếu đã muốn đi vào Nội Uyên thì đương nhiên không có khả năng chỉ dừng bước ở nơi này mà thôi. Có điều mảnh đất hoang ở đoạn sau lại không phải dễ đi qua như vậy. Những ma nhân cấp thiên tượng mà gia tộc Cao Hách và Hàn Nha lão giả mang đến không ai không phải là thiên chi kiêu tử. Dù có xét trên toàn đại lục thì cũng vào hàng nổi bật, vậy mà đối mặt với loại cây cổ quái này lại không có chút khả năng chống lại nào cả. Nếu không phải có Liễu Minh, thì một kẻ thiên tượng sơ kỳ như nàng dù có thêm không ít bảo vật cũng không có khả năng đi qua dễ dàng như thế. Mảnh đất hoang này còn chưa phải là khu vực trung tâm Nội Uyên. Thực chất trong Nội Uyên có nguy hiểm gì thì kỳ thực nàng cũng không rõ lắm. Nàng chỉ biết là nàng nhất định phải đi vào. Nhưng đúng lúc này, trong đầu nàng lại hiện ra một gương mặt tràn đầy yêu thương, làm cho ánh mắt nàng vốn có chút sợ hãi thì giờ đây lại tràn đầy kiên định. Tháp Ma Uyên ở trong này, Liễu Minh không đổi sắc hỏi. Đúng vậy, chỉ cần đi qua nghĩa trang này là tới lối vào tháp Ma Uyên. Thế nhưng ta phải nhắc hai người một chuyện, đó là ma thi ở đây tuy chỉ có thực lực cấp thiên tượng nhưng phòng ngự của chúng đều cực kỳ kinh khủng, lát nữa nếu gặp phải chúng thì phải cẩn thận. Ma Thiên nhẹ gật đầu, nhấn mạnh. Hai người Liễu Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi ngẩng lên nhìn vào nơi sâu trong hàng rào đen phía trước. Cùng lúc đó, tại một góc khác của nghĩa trang, nơi cuối một rừng cây, một đạo độn quang màu xanh đang từ đằng xa bay tới. Chừng 200 trượng phía trước, có hơn 10 cây cổ thụ khổng lồ quái dị, đường kính lớn tới hơn 10 trượng. Những quái thụ này như đã cảm nhận được điều gì, lúc này chúng đồng loạt lay động, kết thành một tấm lưới đen cực lớn, những nụ hoa ở trung tâm cũng rung lên nhẹ nhẹ, dường như đang chuẩn bị tấn công. Thế nhưng bóng người màu xanh kia lại như không thấy, không những không giảm bớt tốc độ mà phương hướng cũng không thay đổi, bắn nhanh về phía trước. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Ngay khi đạo độn quang cách tấm lưới đen gần trăm trượng thì tất cả các nụ hoa đều mở ra, phun ra một chùm tơ đen, bắn như mưa về hướng bóng người đang bay tới. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, tám vật đen thui từ phía đạo độn quang kia bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành hư ảnh tám con thoi, bay về hướng tấm lưới phía trước.
những nơi chúng bay qua, không gian liền bị xé rách ra những khe hở không gian nho nhỏ. Giữa những vết nứt không gian chập chờn lúc sáng lúc tối này, những sợi tơ đen kia đã bị đứt ra từng mảnh, trong phút chốc đã bị quấy nát bấy. Sau khi 8 con thoi đen đánh tan mảng tơ đen thì không giảm tốc độ chút nào mà tiếp tục bay cực nhanh về hướng tấm lưới do hướng đám quái thụ tạo ra. Trên không trung, chúng vừa bay vừa mau chóng hợp lại thành một trường toa đen thui, toàn thân bao phủ bởi một màn xương xám, lao cực nhanh về phía trước. Lập tức một tràng tiếng nổ uỳnh uỳnh rầm rầm vang lên. Một vầng hào quang đen liền vỡ tung ra, dưới làn sóng khí cuồn cuộn, lập tức xé rách tấm lưới lớn này tạo thành một vết rách lớn chừng 10 trượng. Tiếp đó, sau một tia sáng xanh, đạo độn quang kia liền bay qua, tiếp tục lướt về phía trước. Thanh trường toa đen kia chỉ lóe lên đã chui vào trong đạo độn quang phía trước. Đúng lúc này, những thanh âm phanh phanh chợt vang lên liên tiếp. Những gốc quái thụ kia bị chặt ra làm đôi, từ giữa, không trung rơi thẳng xuống, nện vào trên bãi đất hoang. Một nén nhang sau, đạo độn quang màu xanh đã bay qua mảnh đất đen kia, dừng lại nơi trước nghĩa trang. Ánh sáng xanh thu lại, lộ ra thân ảnh hai người, chính là nữ tử trung niên gương mặt lạnh lùng và khôi lỗi màu đen, chẳng qua là lúc này lại không thấy cỗ khôi lỗi màu vàng đâu cả. Nữ tử trung niên chỉ quét mắt qua phía trước một cái đã khẽ động thân mình, bay thẳng qua khe hở nơi hàng rào, vào trong lăng viên. Khôi lỗi mặt đen theo sát phía sau, hai thân ảnh mau chóng chìm vào trong sương mù. Một lát sau, trong màn sương, vô số tiếng mãnh thú gầm giống vang lên và những tiếng nổ mạnh truyền ra, mặt đất cũng rung chuyển kịch liệt. Bên kia, các đạo độn quang màu tím và màu vàng cũng bay tới, dừng lại trước bãi đất gần nghĩa trang. Hào quang tản đi, lộ ra thân ảnh những người của Trung ương Hoàng Triều và gia tộc Long Thị. Có điều nhóm Trung ương Hoàng Triều vốn có 10 người thì giờ chỉ còn 6, hơn nữa sắc mặt hai người đứng đầu là Hoàng Phủ Ngọc Phách và Hoàng Phủ Khôi Triệu đều không tốt chút nào, dường như đang bị thương. Đặc biệt là Hoàng Phủ Khôi Triệu, gương mặt lão đang đỏ lên, khí tức cũng cực kỳ bất ổn. Còn gia tộc Long Thị thì ngược lại, cả 5 người đều không ai bị thương nặng cả. Khôi Triệu trưởng lão, có cần nghỉ một lát không? Hoàng Phủ Ngọc Phách đi tới gần đại hán Khôi Ngô kia, thấp giọng hỏi. Không cần, thời gian cấp bách, người của Liễu gia không chừng đã vào rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi tiếp đi. Hoàng Phủ Khôi Triệu lắc đầu nói. Lúc nãy vì ngăn chặn mãng cổ ma xà và xúc tu hãn mặc, ngươi liên tiếp mấy lần thi triển thiên cực huyết chú, bây giờ nguyên khí đã hao tổn không ít, dù tĩnh dưỡng trăm năm cũng khó hồi phục. Chi bằng ngươi ở đây nghỉ ngơi, để ta dẫn người vào trong lăng viên là được. Hoàng Phủ Ngọc Phách suy nghĩ rồi nói. Ma Hoàng Đại Nhân đã phái chúng ta vào Ma Uyên, ta sao có thể lâm trận thoái lui, không cần nói nữa, đi thôi. Hoàng Phủ Khôi Triệu giơ tay ngăn Hoàng Phủ Ngọc Phách nói tiếp rồi dẫn đầu bay vào lăng viên. Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài rồi cũng đi theo, những tộc nhân khác của Hoàng Phủ Thế Gia cũng vội theo sau. Chúng ta cũng đi thôi, nhớ kỹ, lần này chúng ta không cầu lập công, chỉ cần không có tội là được. Hễ có nguy hiểm là ta lập tức đưa các ngươi rời đi. Thiếu phụ kim bào của Long Gia trong mắt thoáng hiện tinh quang truyền âm với mấy người sau lưng. Bốn ma nhân thiên tượng của Long Gia nghe vậy đều gật đầu. Mấy người cũng không chậm trễ mà cũng bay theo, rất nhanh liền biến mất trong mê vụ của lăng viên. Ở phụ cận lăng viên cách đó trăm dặm, một đám mây xám từ xa lặng lẽ bay vọt. Tới rồi dừng lại mây xám tách ra để lộ hơn 10 người bên trong, chính là đám người Liễu gia trong lời Hoàng Phủ Khôi Triệu, còn có cả người của Khổng Tường Thế Gia. Hai gia tộc đến lúc này mỗi gia tộc chỉ tổn thất một người, tình hình tốt hơn hẳn các thế lực khác. Liễu Tung Dương niệm chú đánh ra một đạo pháp quyết. Đám mây xám liền thu nhỏ lại như một miếng gấm màu xám bay vào tay áo của y. May mà có Hôi Hà Lĩnh của Liễu đạo hữu có thể cách tuyệt cảm chi của quái thụ màu đen kia, nếu không chúng ta dù có thoát khỏi hoang địa kia cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lão giả không có lông mày của Khổng Tường Thế Gia nhìn Liễu Tung Dương một cái rồi cảm thán nói. Liễu Tung Dương cười nhạt không nói gì mà nhìn về phía lăng viên. Nơi này hẳn là cổ ma lăng mà Liễu đạo hữu nói. Quả nhiên thi khí nồng đậm, lão giả không có lông mày kia nhìn vào lăng viên, cảm nhận được khí tức quỷ dị ở đây thì nét mặt hơi đổi nói. Không sai, đi qua đây mới có thể đến được Ma Uyên Tháp. Liễu Tung Dương gật đầu nói. Nơi này xem ra rất nguy hiểm, không biết Liễu đạo hữu đã có đối sách gì chưa? Lão giả kia ánh mắt lóe lên mặt không đổi sắc hỏi. Trong vũ khí của lăng viên chốc chốc lại có ma thi cao lớn tỏa ra khí tức thiên tượng bay qua khiến tu sĩ thiên tượng của hai tộc sắc mặt đại biến,
ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Liễu Tung Dương lộ vẻ tươi cười giơ tay, hôi quang lóe lên, trên tay liền xuất hiện một thạch bản màu xám, trên bốn góc đều có hình một bức tượng đang đứng. Đây là... Lão giả kia ánh mắt hơi đổi, miệng lẩm bẩm nói. Liễu Tung Dương niệm chú phun ra một đạo hắc quang chiếu lên thạch bản khiến nó nhanh chóng tỏa ra vầng sáng màu xám. Vù vù, bốn người vốn luôn đứng sau đám người Liễu gia liền bay ra đứng thành một hình vuông bên cạnh mọi người. Bành, áo bào xám nổ tan tành lộ ra bốn người bên trong lão gia không có lông mày kia đồng tử liền co lại. Bốn người này không phải ma nhân mà là bốn cương thi cao lớn. Bốn người này ngũ quan không khác gì ma nhân nhưng da khô quắt, hai mắt vô thần, trong miệng mọc ra răng nanh dài, biểu thị thân phận cương thi. Theo tiếng chú ngữ của Liễu Tung Dương, trên thân bốn cương thi mọc ra lân phiến màu đỏ cỡ đồng tiền. Trên người tỏa ra quang mang hồng nhạt rực rỡ liên kết với nhau tạo thành một quang cháo che phủ hết đám người Liễu gia và Khổng Tường Thế gia. Có hộ cháo bằng thi khí này là có thể cách tuyệt hơn một nửa cảm chi của ma thi trong lăng viên rồi. Liễu Tung Dương cười nhạt nói, tu sĩ thiên tượng hai nhà nghe vậy thì lộ vẻ vui mừng, lão giả kia cũng yên tâm gật đầu. Người của các thế lực khác chắc đã đến, chúng ta nhanh, chóng vào thôi. Liễu Tung Dương nói rồi cùng đám người kia bay nhanh vào lăng viên. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1353 Thượng cổ ma thi. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh chỉ dừng lại ở nghĩa trang trong chốc lát, lựa chọn một nơi dường như không có ma thi. Thân hình chớp động vài lần đã lọt qua khe hở hàng rào cực lớn, tiến vào bên trong nghĩa trang. Nhưng ngay khi bước vào nghĩa trang, sương mù màu đỏ ở xung quanh nổi lên cuồn cuộn giống như có sinh mệnh, đánh về phía hai người Liễu Minh. Màn sáng màu đen bao quanh hai người vừa tiếp xúc với sương mù màu đỏ, liền phát ra âm thanh xùy xùy. Dường như đã bị ăn mòn, hào quang đại giảm. Ánh mắt Liễu Minh hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, tay thay đổi pháp quyết, đang muốn có hành động. Ngay lúc này, một tấm bia màu đen trắng xuất hiện, tỏa ra hào quang bao phủ hai người Liễu Minh, bài xích sương mù màu đỏ xung quanh một cách đơn giản. Từ giờ trở đi, ta sẽ không dễ gì để hiện thân. Nhưng đã có hồn thiên bia che giấu khí tức của các ngươi. Ngoài cổ ma thi ra thì những ma thi khác sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của các ngươi, phải nhớ rằng không nên dừng lại nơi này quá lâu. Thanh âm của ma thiên vang lên bên tai của hai người. Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, thoáng trao đổi ánh mắt với Triệu Thiên Dĩnh, rồi tiếp tục đi về phía trước. Phương pháp vượt qua nghĩa trang cổ ma, Liễu Minh đã bàn bạc rất lâu với ma thiên, hắn định bay qua nhưng bị ma thiên phản bác ngay. Do có thi ma khí độc nên nơi này không thể bay cao, vì thế chắc chắn sẽ bị lộ hành tung, rất dễ bị vây công, vì thế đi bộ sẽ tốt hơn. Bên trong nghĩa trang mịt mờ sương mù màu đỏ, chỉ có thể nhìn xa không quá trăm trượng, hai người bước đi cẩn thận vô cùng. Chỉ sau một lát, sương mù màu đỏ ở phía trước bên trái nổi lên cuồn cuộn, truyền đến những bước chân nặng nề, dường như đang từ từ bước đến. Sắc mặt Liễu Minh biến đổi, đưa tay ra kéo vội Triệu Thiên Dĩnh lại, lách mình rồi núp sau một kiến trúc đổ nát. Theo những tiếng bước chân nặng nề, một hình bóng cao tầm vài trượng đi ra từ trong sương mù, rõ ràng là một ma thi. Da thịt toàn thân ma thi này là một màu đỏ sậm, nhìn vô cùng rách nát, nhiều chỗ đã bị xuyên thủng những lỗ to, từ đó chảy ra những chất màu vàng rất ghê tởm. Nhưng hai mắt của ma thi lại hiện ra ánh sáng trắng, giống như một chiếc lồng đèn lớn trong xương đỏ dày đặc, trông rất bắt mắt. Ma thi hoạt động có phần chậm chạp, vừa đi vừa ngoảnh đầu sang hai bên để quan sát. Hai người Liễu Minh thấy vậy, lập tức ngưng thở, khi nhìn, lên quang quyển do hồn thiên bia ngưng tụ thành, cảm thấy rùng mình. Hào quang màu xám ở giữa sương mù màu đỏ rất dễ gây chú ý, không cần lo lắng, đây chỉ là ma thi bình thường do một kẻ tiến vào biến thành. Sẽ không thể bằng vào khí tức mà phân biệt đích ta đâu, không có gì đáng ngại. Bên trong nghĩa trang này, hầu hết đều là loại ma thi này. Thanh âm của ma thiên vang lên trong đầu Liễu Minh, khiến hắn thở nhẹ một hơi. Quả nhiên ma thiên đã nói đúng, tên ma thi này không phát hiện được hai người Liễu Minh, đi qua mặt hai người, rồi rất nhanh tiếng bước chân đã ở phía xa trong màn sương mù màu đỏ. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy, mới thở nhẹ một hơi, khuôn mặt vốn căng thẳng cũng đã buông lỏng xem ra những ma thi bình thường không thể phát hiện được khí tức của chúng ta. Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh, cười nhẹ rồi nói. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh hơi đỏ, không có trả lời.
Đã có một lần kinh nghiệm, hai người hơi cảm thấy an tâm, liền đi ngay về phía trước. Nhưng đi vào càng sâu, những ma thi đang du đãng ở xung quanh hiện ra càng nhiều. Do có hồn thiên bia hộ thân, hai người không hề bị một ma thi nào phát hiện. Cứ như vậy sau một hồi lâu, hai người đã tới một khu đổ nát rộng lớn ở sâu bên trong. Sương mù màu đỏ ở nơi này hơi loãng so với phía ngoài, thị lực của Liễu Minh có thể nhìn xa hơn trăm trượng. Hai người sát vai nhau mà đi tới một kiến trúc giống như tường thành ở phía trước, sau một hồi lâu thì đi tới một quảng trường bằng phẳng. Phụ cận quảng trường được dựng khá nhiều cột đá, tuy nhiên đã hư hại gần nửa, trên cột đá có ma văn, dường như là thượng cổ văn tự. Ma thi dường như không tới gần khu vực này, không hề nghe được những tiếng bước chân. Nhưng không rõ vì sao, nội tâm Liễu Minh lại cảm thấy bất an, nơi đây nhìn giống như một tế đàn. Triệu Thiên Dĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh vài lượt, nhìn cẩn thận những ma văn trên cột đá, mở miệng nói ra. Chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này, ta cảm thấy có nguy hiểm. Liễu Minh nhìn chăm chú mọi nơi, rồi nói ra. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh hơi đổi, nhưng vội gật đầu đồng ý ngay. Liễu Minh có cảm nhận cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm, suốt dọc đường đi nàng đã nhiều lần được chứng kiến rồi, không thể không tin được. Nhưng đúng vào lúc hai người sắp ra khỏi quảng trường thì dị biến xuất hiện, mặt đất dưới chân hai người bỗng rung lắc kịch liệt. Đùng đùng, mặt đất trước mặt hai người bỗng nhiên nứt ra, để lộ một khe nứt dài hơn 10 trượng. Có vô số khí đen bay ra từ trong khe nứt rồi ngưng tụ thành từng cái xúc tu vô cùng to lớn. Những xúc tu này quét về phía hai người với một tốc độ hết sức kinh người. Hai người Liễu Minh biến sắc mặt, nhưng đồng thời cả hai cũng phản ứng rất nhanh. Khi mặt đất vừa hé ra một cái đã ngay lập tức bay sang một bên, tránh khỏi màn tập kích của đám xúc tu màu đen trong gang tấc. Hống! Một tiếng gầm giận dữ truyền lên từ trong khe nứt. Một khắc sau đó, một bàn tay khổng lồ đen nhánh vươn ra từ trong khe nứt đánh về phía hai người. Trên bàn tay khổng lồ màu đen trải đầy những tấm vảy màu đen, móng tay dài và sắc bén, chỉ trong chớp mắt nó đã đuổi kịp hai người, thình lình chộp xuống. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, hắn chợt dừng lại, khắp người bùng lên ánh sáng màu đen, đồng thời hai tay nắm chặt thành quyền. Một tràng tiếng xương cốt nổ lốp xốp vang lên từ cơ thể hắn, thân hình hắn bỗng lớn phồng lên gần gấp rưỡi, trên cánh tay xuất hiện tầng tầng ma văn đen nhánh, ấn ký màu đen trên trán tỏa sáng rực rỡ. A! Hắn quát khẽ một tiếng đồng thời mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một hình ảnh nắm đấm đen nhánh to cỡ căn phòng nhanh chóng ngưng tụ trước người Liễu Minh, đập vào bàn tay khổng lồ màu đen. Ầm! Nắm đấm màu đen bỗng nổ tung ra, hư không trở nên hỗn loạn kinh khủng, một luồng sức mạnh khổng lồ đánh lên bàn tay màu đen khiến nó bắn ra. Thân hình Liễu Minh cũng bị phản lực đẩy lùi lại tới hơn 10 bước mới miễn cưỡng dừng lại được. Khe nứt trên mặt đất lúc này vẫn tiếp tục mở rộng, ngay sau đó, một bóng người vô cùng khổng lồ chậm rãi đứng dậy khỏi khe nứt. Có thể thấy rõ ràng đây là một con ma thi khổng lồ cả người đen nhánh. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Trên người ma thi này cũng được bao bọc một lớp vảy màu đen. Ngoại trừ hai con mắt có màu đỏ như máu ra thì ở giữa trán còn có một con mắt dọc màu xanh biếc tản ra ánh sáng màu xanh lục quỷ dị. Hình thể của nó không ngờ đạt đến cả trăm trượng, lớn hơn gấp vài lần những con ma thi bình thường vừa rồi Liễu Minh gặp, mà khí tức nó phát ra hơn xa những con ma thi đó. Cẩn thận, đây là một con ma thi thời thượng cổ, con mắt thứ ba ở giữa trán của nó có thể nhìn ra được sự tồn tại của ngươi. Mặc dù hồn thiên bia có thể che giấu khí tức của các ngươi nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào với nó. Tiếng của ma thiên vang lên trong lòng Liễu Minh. Từ miệng ma thi màu đen phát ra những tiếng gào trầm thấp, nó quay đầu lại nhìn về phía Liễu Minh. Con mắt dọc khổng lồ bỗng tỏa ra ánh sáng màu lục chói mắt, đồng thời có vô số luồng tơ màu lục bắn xuống phía dưới. Thân hình Liễu Minh khẽ động, hắn đang định ra tay thì một luồng sáng tím bay từ đằng sau ra trước mặt hắn. Loáng cái đã biến thành một tấm bảo kính màu tím hình bầu dục, đúng là Triệu Thiên Dĩnh ở cạnh đã ra tay. Triệu Thiên Dĩnh lẩm bẩm trong miệng rồi phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết, tấm gương màu tím nhanh chóng to ra, chỉ trong nháy mắt đã bằng một ngọn núi chắn trước hai người. Đám tơ màu lục vừa chạm đến tấm gương màu tím là lập tức ánh sáng tím trên mặt kính bừng lên khiến chúng bị bắn ngược trở lại. Liễu Minh thấy vậy liền nheo mắt lại, trong chớp mắt trong lòng hắn đã nghĩ tới rất nhiều điều. Thực lực con ma thi này cực kỳ mạnh. Hơn nữa thoạt nhìn có thể thấy thân thể nó cũng vô cùng cứng rắn, tuyệt đối không phải loại có thể dễ dàng chém giết được, thay vì chiến đấu với nó thì chi bằng chạy đi luôn là hơn.
Nếu con ma thi thời thượng cổ này cũng chậm chạp như những con ma thi khác thì khả năng chạy thoát sẽ là rất lớn. Đừng mơ chạy được, ma thi thượng cổ khác hoàn toàn so với những con ma thi tầm thường đang lượn lờ xung quanh kia, nó đã ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm. Linh trí cũng sắp thành thục đến nơi rồi, hơn nữa một khi nó đã chọn cái gì làm mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Thay vì bị nó đuổi khắp nơi trong nghĩa trang đưa tới càng nhiều nguy hiểm thì chi bằng chém giết nó ngay ở đây. Nếu hai người các ngươi hợp lực chắc là vẫn có thể làm được. Tiếng của Ma Thiên đồng thời vang lên trong tai hai người. Liễu Minh nghe Ma Thiên nói vậy liền cau mày. Đúng vào lúc này, khi ma thi màu đen thấy công kích của đám tơ màu lục không có hiệu quả thì gầm khẽ một tiếng, ánh sáng màu lục trong con mắt dọc lập tức tắt dần rồi ngừng phun ra tiếp. Một bàn tay khổng lồ khẽ nhấc lên, năm ngón tay xòe ra, ánh sáng đen bừng lên trên bàn tay chụp thẳng về phía hai người Liễu Minh. Bàn tay còn chưa tới, một luồng áp lực khổng lồ đã theo gió ập vào mặt. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, ánh sáng màu vàng lập lòe, xung quanh hắn hiện ra cả 12 viên Sơn Hà Châu. Hắn bấm tay rồi vung lên, tất cả Sơn Hà Châu xoay tít một vòng rồi lũ lượt hòa tan với nhau thành một thể, và biến thành một viên ngọc khổng lồ màu vàng lớn hơn trăm trượng, viên ngọc tỏa ánh sáng vàng rực rỡ lao như một ngôi sao băng vào bàn tay khổng lồ nọ. Răng rắc. Cánh tay của ma thi màu đen vang lên một tiếng gãy xương giòn tan, gập theo một góc độ vô cùng bất thường, có thể thấy là đã bị sức mạnh của Sơn Hà Châu đập gãy ngay lập tức. Dù cho ma thi này có sức phòng ngự vô cùng lớn đi nữa, nhưng dưới đòn của Liễu Minh sau ma hóa thúc dục 12 viên Sơn Hà Châu hợp lực vẫn bị đánh bị thương ngay lập tức. Ma thi gào lên một tiếng đau đớn, vẻ sợ hãi lóe lên trong mắt nó, thân hình khổng lồ ngay lập tức lùi về phía sau, đồng thời ánh sáng màu lục từ con mắt dọc trên trán nó lại sáng lên, một cột sáng màu lục to lớn bắn xuống chỗ Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh. Triệu Thiên Dĩnh giật mình, ngón tay ngọc nhấc lên, đang định điều khiển bảo kính màu tím của mình ngăn cản cột sáng màu lục thì đúng lúc này có tiếng Liễu Minh. Đợi đã, cột sáng màu lục này có vấn đề, cái gương của ngươi không cản được đâu. Ánh sáng tím lóe lên trong mắt Liễu Minh, thân hình hắn thoáng một cái đã chắn trước mặt Triệu Thiên Dĩnh, đồng thời một tay hắn vung lên, viên ngọc khổng lồ màu vàng loáng cái đã quay về chắn trước người hắn. Ánh sáng vàng bừng lên, viên ngọc màu vàng khổng lồ bỗng biến thành một ngọn núi màu vàng đất cao chừng 200 trượng. Cột sáng màu lục đánh thẳng lên ngọn núi tạo thành những tiếng nổ đi đùng, ngọn núi màu vàng bắt đầu rung lắc kịch liệt. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1354, Lực Trảm Cổ Ma Thi. Khuôn mặt Liễu Minh hơi chuyển sắc trắng đoạn hắn đưa một ngón tay điểm về phía ngọn núi màu vàng đất trên không trung, tức thì một đạo pháp quyết màu đen lóe lên, bắn vụt đi rồi chui vào trong ngọn núi. Tiếng nổ gian phốc phốc liên tiếp vang lên tiếp đó từng dải ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài ngọn núi ào ạt tỏa ra, chúng trông như những chiếc vòi bạch tuộc đang hung hăng quất về phía cột sáng màu lục. Ầm ầm ầm, cột sáng màu lục dưới những cú quật này chẳng chịu đựng được bao lâu. Kết quả là thình lình lóe cái rồi nổ tung ra hóa thành một mảng lớn những đốm lửa màu lục đoạn nhanh chóng lan tràn khắp bề mặt ngọn núi. Tuy cách trung tâm vụ nổ một khoảng không ngắn nhưng Triệu Thiên Dĩnh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ kinh hồn của ngọn lửa màu lục kia tỏa ra. Trong khi đó, dưới sức nóng ghê gớm của ngọn lửa, ngọn núi màu vàng đất lại đang có xu hướng bị nung chảy. Triệu Thiên Dĩnh thoáng liếc nhìn Liễu Minh, trong đôi mắt ngọc hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng tự hiểu rằng bảo kính màu tím của mình tuy cũng là một kiện ma bảo phẩm chất không tồi nhưng nếu phải trực tiếp đối chọi với loại lửa màu lục này thì e chẳng chịu nổi mấy hồi. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không khỏi toát lên thần thái như nghĩ tới mà khiếp hãi. Trong lúc này, Liễu Minh lại cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt chẳng biến đổi, đồng thời miệng bắt đầu tụng niệm chú ngữ, ngay sau đó trên ngọn núi bỗng lóe lên tia sáng vàng. Ngọn núi khổng lồ thình lình lớn thêm mấy phần đồng thời ở mặt ngoài của nó bỗng thấy ảo ảnh của một dòng sông dài màu đen cực lớn hiện ra. Nước sông đen kịt cuồn cuộn sóng động không thôi rồi một cột sóng nước cao tới mấy chục trượng tuôn ra, ào ạt vây cuốn lấy đám lửa. Màu lục kia, lửa màu lục phát những tiếng xèo xèo đồng thời nhanh chóng chuyển từ cháy hừng hực sang sáng lập lòe rồi chỉ chốc lát đã tắt ngóm. Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Theo đó ngọn núi màu vàng đất cùng dòng sông màu đen thoáng mơ hồ một chút rồi biến trở lại thành viên cự châu màu vàng nằm lơ lửng trước người.
Cùng lúc đó, ma thi màu đen hiển nhiên đã khôi phục thần trí, cánh tay mới gãy của nó cũng đã hồi phục như cũ. Hơn nữa trong tay nó đột nhiên còn có thêm một cây lang nha bổng màu đen to chẳng kém thân mình, mặt ngoài cây bỗng thấy có ánh sáng màu đen mờ ảo tản mát ra một loại uy áp không gọi tên được. Ma thi gầm lên một tiếng rồi mãnh liệt nhảy dựng lên đoạn bay thẳng về phía hai người bọn Liễu Minh. Ma thi này lại còn biết dùng vũ khí. Triệu Thiên Dĩnh chứng kiến cảnh này khẽ rùng mình rồi tự nhiên thoái lui mấy bước sau. Xem ra linh trí của con ma thi này đã phát triển hoàn thiện, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lại dẫn thêm ma thi khác đến phiền phức. Liễu Minh nhanh chóng đáp lời, Liễu Huynh, ta có cách tạm thời hạn chế hành động của ma thi này, ngươi có thể tranh thủ giúp ta chút thời gian không? Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy đột nhiên đưa ra đề nghị. Ánh mắt Liễu Minh thoáng lóe lên đoạn gật đầu. Có điều vào lúc này từng tràng những tiếng nổ ầm ầm như động đất vang lên. Hai chân như hai ngọn núi của ma thi nặng nề đáp xuống vùng đất phía trước khiến mặt đất xung quanh đó chấn động dữ dội mất một lúc. Liễu Minh lập tức vung tay hai tay lên trước, tức thì viên cự châu màu vàng đang lơ lửng trước mặt nhoáng cái liền hóa thành 12 khối sơn hà châu. Tiếp đó, hai tay Liễu Minh lập tức bấm niệm pháp quyết đoạn nhanh chóng thi triển pháp quyết lên trên 12 khối sơn hà châu. 12 khối sơn hà châu ngay sau đó bắt đầu cùng nhau tỏa ra những vầng hào quang màu vàng đất đồng thời hình dạng nhanh chóng hóa lớn đến hơn 10 trượng đoạn xé gió đánh tới phía ma thi màu đen. Ma thi màu đen kia đã từng nếm quả đắng của sơn hà châu nên thấy vậy gầm lên giận dữ, vung cây lang nha bổng trong tay lên hung hăng khua múa. Tức thì tầng tầng côn ảnh hiện ra rồi biến ảo thành những đợt ma phong màu đen lan tỏa ra khắp không gian trong phạm vi trăm trượng quanh nó. Ầm ầm ầm. Theo những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, 12 khối sơn hà châu bị ma phong màu đen thổi cho bay ngược ra ngoài. Giống, ma thi màu đen gầm nhẹ một tiếng đoạn dậm chân vọt ra từ trong ma phong, lao thẳng về phía Liễu Minh đang đứng. Khoảng cách giữa cả hai vốn không xa nên chỉ trong nháy mắt ma thi đã nhào tới trước người Liễu Minh, tiếp đó hai tay nó đột nhiên vụt, nhanh cây lang nha bổng, tức thì trong không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt. Ngay sau đó, một bóng gậy lớn bằng quả núi giáng về phía Liễu Minh trông như ma thi muốn dùng một kích này nện cho Liễu Minh thành bánh thịt vậy. Một thứ uy áp khiến người ta hít thở không thông dội tới làm cho không gian quanh đó bị vặn xoắn cho phát ra những tiếng rít gào. Liễu Minh mắt thấy tầng tầng côn ảnh giáng xuống đầu thì thân mình tức tốc nhoáng một cái. Chỉ thấy ầm một tiếng thân hình hắn đã lập tức đã bị đập cho thịt nát xương tan rồi nhanh chóng tán loạn mất, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Ngay tiếp đó, ở chỗ cách đỉnh đầu ma thi hơn 10 trượng bỗng thấy có vầng sáng đen lóe lên rồi thân hình được khói đen cuồn cuộn vây quanh của Liễu Minh dần hiện ra. Một tia sáng lóe lên trong mắt Liễu Minh, tức thì 6 con vụ dao cùng 6 con vụ hổ màu đen thình lình từ trong đám khói đen quanh người hắn bay vọt ra. 6 rồng, 6 hổ này vừa mới xuất hiện thì lập tức nổ bùng ra, hóa thành những vầng sáng đen ngợp trời hình thành một quang cầu cực lớn màu đen vây kín ma thi vào bên trong. Nhưng chỉ vòn vẹn thời gian một hơi thở, theo một tiếng gầm đầy giận dữ của ma thi. Mặt ngoài của quang cầu màu đen đã liền phát ra một tiếng rắc rồi một cây lang nha bổng khổng lồ màu đen theo vết dạn mà phá ra hơn nữa còn rạch luôn một đường kéo từ trên xuống. Oanh một tiếng, cả khối quang cầu minh ngục ầm ầm tan vỡ còn thân hình khổng lồ của ma thi lại một lần nữa hiện ra rõ ràng. Chỉ là lúc này, trong không trung khắp bốn phía xung quanh lại tràn ngập những tiếng gió rít. Nguyên do là 12 khối sơn hà châu từ những hướng khác nhau đang bắn vọt về phía ma thi đoạn lấy ma thi làm trung tâm mà không ngừng bay múa xung quanh. Ngay tiếp đó một trời ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài sơn hà châu quét ra. Ma thi màu đen tức giận gầm lên một tiếng. Tức thì lang nha bổng màu đen trong tay nó bừng lên ánh hào quang đồng thời trên thân cây côn thấy hiện ra từng tia lửa điện màu đen liên tục di chuyển chớp động kèm theo những tiếng xẹt xẹt. Chỉ sau một khắc, ma thi bỗng nhận ra hành động bản thân nó, dưới sự bao phủ của vầng hào quang màu vàng đất kia, đột ngột trở nên vô cùng chậm chạp, khó khăn. Ngay vào thời điểm đó, trên đỉnh đầu ma thi bỗng thấy có bóng người lóe lên, bất ngờ đó chính là bóng dáng Triệu Thiên Dĩnh. Khuôn mặt nàng lúc này toát lên vẻ nghiêm trọng, ma văn màu đen trên trán phát ánh sáng chớp động còn cánh tay ngọc ngà vung lên, liền đó là một cái đỉnh lớn màu tím cao hơn trương từ trong người bay ra. Triệu Thiên Dĩnh há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, lên trên đỉnh lớn màu tím. Tinh huyết mới lóe lên tức thì chiếc đỉnh bừng lên một vầng hào quang chói lóa, hơn nữa ở phần ngoài của đỉnh còn có đồ án cũng tỏa sáng theo.
Kế đó nắp đỉnh mở tung để từ đó thấy có vô số những sợi xích tím to bằng cánh tay người bắn vọt từ trong ra rồi nhanh như cắt quấn thành một tầng xiềng xích quanh người Ma Thi. Sắc mặt Ma Thi đại biến, miệng nó gầm rú đồng thời người phát ra ánh sáng đen chói mắt đoạn ra sức giãy giụa. Chỉ có điều nhưng sợi xích tím kia lại cực kỳ chắc chắn, bằng sức giãy giụa ghê gớm như thế nhưng trong một chốc một lát Ma Thi cơ bản chưa thể thoát ra nổi. Liễu huynh, ta không trụ được lâu đâu, mau lên. Triệu Thiên Dĩnh, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hai tay đang đan chéo trước người điều khiển đỉnh lớn đang rung lắc liên tục do sức giãy giụa của Ma Thi. Hiển nhiên là nàng chẳng thể kiên trì thêm được mấy thời gian. Liễu Minh thấy vậy liền nhanh chóng đọc lẩm nhẩm đồng thời hai tay liên tục đánh ra những đạo pháp quyết khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. 12 khối Sơn Hà Châu sau khi xoay tít một vòng liền biến thành 12 ngọn núi màu vàng đất lớn hơn trăm trượng. Theo cánh tay vung lên mạnh mẽ của Liễu Minh, các ngọn núi này thình lình nhắm thẳng chỗ trung tâm mà ép tới. Tiếp đó là một tràng những tiếng va đập rồi chỉ thấy mỗi cái đầu Ma Thi thò ra còn thân thể đã bị những ngọn núi này ép chặt vào trong. Ma Thi lại há mồm gầm lên đồng thời thân mình ra sức giãy nhưng 12 ngọn núi kia lại cứ vững như bàn thạch, không động chút nào. Ngay tiếp đó, Liễu Minh phất một tay lên, tức thì một luồng sáng xanh bay vụt ra, nhoáng cái hóa lớn đến 2-30 trượng. Luồng sáng xanh kia chính Ma Tủy Thanh Ma Nhận. Đao quang nhanh như điện chớp quấn quanh cổ Ma Thi. Chỉ nghe thấy nó gầm lên một tiếng kèn kẹt xong liền thấy trên cổ xuất hiện một vệt cắt như vòng dây mảnh quấn quanh xong cái đầu liền nghiêng qua một bên rồi nhanh chóng lăn bịch xuống đất. Liễu Minh khẽ giật mình, đưa một tay đánh một chảo điều khiển thanh ma nhận bay vụt trở về rồi một lần nữa biến trở về hình dáng một thanh đoản đao ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Hắn vỗ nhẹ lên thanh đoản nhận trong tay, ánh mắt hơi chớp động. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy cũng tự nhiên thở hắt ra một hơi đoạn nhanh chóng thu đại đỉnh màu tím lại rồi phi thân bay tới chỗ cạnh Liễu Minh. Liễu đạo hữu, thanh ma nhận quả nhiên vô cùng sắc bén, đến cả sức phòng ngự của thượng cổ Ma Thi kia cũng có thể dễ dàng phá bỏ. Triệu Thiên Dĩnh, sắc mặt thoáng nhìn vẫn còn hơi tái, cất tiếng nhận xét. Quả đúng thế, cái này cũng có phần vượt qua dự đoán của tại hạ. Ánh mắt Liễu Minh khẽ lóe lên còn, ngữ điệu lại có chút khác thường. Vừa dứt lời hắn liền lật tay thu hồi thanh ma nhận đoạn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tức thì 12 ngọn núi vây áp quanh người Ma Thi liền nhất nhất tản ra rồi biến thành 12 khối Sơn Hà Châu bay trở về trong tay áo hắn. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, theo đó cả thân mình Ma Thi lẫn cây lang nha bổng màu đen kia nặng nề đổ xuống cùng một chỗ khiến mặt đất nơi đó chấn động mãnh liệt một cái. Liễu Minh đảo mắt nhìn qua cây bổng lớn màu đen trên mặt đất, trong lòng thoáng động. Nếu hắn nhìn không sai thì hơn trăm cái gai nhọn trên cây lang nha bổng kia là chế ra từ ô kim sa. Ô kim sa là tài liệu thượng đẳng mà tu sĩ thượng cổ dùng để chế tạo phi kiếm, có cùng giá trị với tinh hà sa, thanh ma kim, chỉ khác là những tài liệu này có tính năng khác nhau mà thôi. Tinh hà sa có thể triệu hoán tinh quang chi lực, thanh ma kim phá giáp rất mạnh còn ô kim sa có thể giúp pháp bảo cứng chắc đến khó tin khiến chúng gần như không thể bị phá hủy. Ánh mắt hắn dần sáng lên. Lượng ô kim sa khổng lồ thu được sau khi dung luyện những gai nhọn trên cây bổng kia có giá trị cao chắc chắn vượt ngoài dự liệu của hắn. Liễu Minh khẽ thở ra một hơi đoạn lật tay tế ra một viên động thiên sơn Hà Châu để thu cây lang nha bổng kia vào. Không gian của tu di giới có hạn, cơ bản không tài nào chứa nổi cây lang nha bổng khổng lồ đó. Thân thể thượng cổ Ma Thi này cũng là một bảo vật, chớ nên lãng phí, phải cẩn thận thu lại mới được. Chính vào lúc này, Ma Thiên nhoáng cái hiện ra còn hồn thiên bia nằm lơ lửng nơi đỉnh đầu Liễu Minh đột nhiên phát ra một luồng hào quang màu xám trắng rồi thình lình cuốn về phía Ma Thi nằm trên mặt đất. Đúng thời điểm này, một đám khói đen bất ngờ lại tới trước luồng hào quang từ hồn thiên bia để bọc cái xác Ma Thi trên mặt đất kia đoạn cuốn về phía bên kia khiến cho hào quang từ hồn thiên bia cuốn lấy không khí. Ở cách đó không xa, Liễu Minh chậm rãi thả tay xuống liền theo đó khói đen quanh cánh tay cũng tản mát đi. Người làm cái quái gì vậy? Ma Thiên dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi. Ma Thiên tiền bối, nếu Ma Thi này là đồ tốt thì để chỗ ta hay để chỗ của người cũng như nhau cả. Thêm nữa là pháp lực hiện tại của người còn yếu. Mở không gian hồn thiên bia thôi cũng phải hao tổn không ít nguyên khí rồi. Cứ để Ma Thi kia đặt trong không gian của Sơn Hà Châu thì hơn. Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi truyền âm nói chuyện cùng Ma Thiên. Ma Thiên nhưng cứng họng, qua một lúc lâu chẳng nói thêm tiếng nào. Không lẽ trên người Ma Thi kia có thứ gì đó mà người rất muốn có? À, Thiên tiền bối cứ nói thẳng ra, không cần tránh né như thế.
Liễu Minh thấy thế liền tiếp tục truyền âm nói. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1355, Ma Thi Châu. Liễu tiểu tử, ngươi nói như vậy là có ý gì? Giọng Ma Thiên thoáng trầm xuống nói. Ha ha, tiền bối hà tất phải giả hồ đồ, trước đó ngươi cố hết sức giật dây ta tế luyện chuôi ma tủy thanh ma nhận này, chính là vì cái nghĩa trang này à? Ma tủy toàn bồi luyện thêm cho thanh ma kim luyện chế ra đến pháp bảo phi đao, nói sắc bén tất nhiên là sắc bén, nhưng tác dụng thật sự của nó chính là vì khắc chế đám cổ ma thi này. Liễu Minh vuốt vuốt phi đao màu xanh trong tay, ngữ khí nhàn nhạt trả lời, nói đến câu cuối thì thần sắc có chút nghiêm trọng và lạnh lùng. Ma Thiên nghe vậy thì im lặng không nói gì, có vẻ như không phản đối. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu, nên bây giờ nếu ngươi không nói ra sự thật thì Liễu Mỗ sẽ lập tức quay lưng, tuyệt không bước vào Ma Uyên Tháp nửa bước. Liễu Minh lạnh lùng cười nói, được rồi, ta thừa nhận việc bảo ngươi luyện chế thanh ma nhận là có dụng tâm sâu xa, đúng như ngươi dự đoán nó là vì mấy con cổ ma thi này. Bất quá việc này cũng không hề bất lợi đối với ngươi, mà là vì Ma Thi Châu bên trong ma thi. Ma Thiên khẽ thở dài nói, Ma Thi Châu, Liễu Mỗ có nghe nói chuyện đó, đuôi lông mày hắn nhảy lên nói. Ma Thi Châu là do thượng cổ ma thi hấp thu thi khí trải qua vô số tuế nguyệt mà thành. Cô đọng lại trong đầu lâu của nó, xét cho cùng thì nó cũng có phần giống với chân đan của tu sĩ bình thường. Chỉ là bên trong đó có tinh hoa của thi ma giúp ta nhanh chóng khôi phục pháp lực, hơn nữa đối với chuyện ta cô đọng thân thể cũng rất có ích. Ma Thiên chậm rãi nói ra, Liễu Minh nghe chuyện đó, ánh mắt một hồi chớp động, ngón tay cong lại, phi đao màu xanh lóe lên nhẹ nhàng chém đầu lâu của Ma Thi làm hai. Hắn phất tay một chiêu, một hạt châu to bằng nấm đấm từ trong đầu của Ma Thi bay ra. Toàn thân hạt châu là màu ố vàng, đồng thời mặt ngoài cũng tản ra từng đạo hắc văn, từng trận mãnh liệt thi ma khí phát ra, bất quá trong đó cũng xen lẫn một tia đàn hương. Triệu Thiên Dĩnh lẳng lặng đứng ở một bên, thấy Liễu Minh bộ dáng như thần du vật ngoại, thì biết hắn đang cùng Ma Thiên trao đổi, nên không có mở miệng quấy rầy. Lúc này thấy hành động kỳ quái của Liễu Minh, trong đôi mắt đẹp của nàng ánh lên một tia kinh ngạc. Liễu Minh nhìn Ma Thi Châu trong tay, chợt cười nhạt một tiếng, cong ngón tay búng ra, Thi Châu hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay về phía Ma Thiên. Ngươi làm vậy là ý gì? Ma Thiệp chụp Ma Thi Châu vào trong tay, có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Ngươi khôi phục một ít thực lực cũng tốt, nếu không dùng thực lực ngươi bây giờ trong Ma Uyên Tháp căn bản triển khai không được bao nhiêu tác dụng. Liễu Minh thản nhiên nói. Ma Thiên hắc hắc cười khan vài tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, thân hình nhoáng một cái chui vào rồi trong cơ thể Liễu Minh. Trận chiến vừa rồi động tĩnh quá lớn, chúng ta nên nhanh chóng ly khai nơi này thôi. Liễu Minh thấy vậy thì quay đầu nhìn Triệu Thiên Dĩnh nói. Vừa dứt lời, trong sương mù gần đó bắt đầu mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ đang tiến đến nơi này, hiển nhiên là vì chấn động pháp lực của trận chiến vừa rồi mà đến. Hai người vội vàng động thân, nhắm về một hướng nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Trong quảng trường ở một chỗ kiến trúc cũ nát, nơi đó có một bức tường cũ kỹ đi sâu vào trong nghĩa trang, nhưng nếu muốn trung tâm thì có phần chênh lệch. Các ngươi men theo bờ tường này mà đi, nếu như ma thi trong nghĩa trang mấy vạn năm phân bố không có phát sinh biến hóa quá lớn, thì đi dọc theo tường thành sẽ an toàn hơn một chút đấy. Thanh âm Ma Thiên chợt lại vang lên bên tai hai người Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một cái thoáng trầm ngâm, rồi nhìn qua Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu, hai người thoáng đổi phương hướng một chút, dọc theo tường thành gấp rút bay đi. Sau khi hai người rời khỏi không đến nửa khắc chuông, một đoàn hồng ảnh từ xa bay đến hạ xuống quảng trường. Bên trong hồng ảnh rõ ràng là đoàn người Liễu gia cùng Khổng Tường Thế gia. Liễu Tung Dương nhìn qua mặt đất nhìn thấy thượng cổ ma thi đang nằm bất động, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân hình hắn khẽ động, hắn lập tức rời khỏi màn khói đỏ do bốn đầu cương thi tạo ra. Hạ xuống bên cạnh đầu lâu của ma thi bị Liễu Minh chém giết tìm kiếm một hồi, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Đáng giận, lại bị người đi trước đoạt mất. Trong miệng Liễu Tung Dương thì thầm mắng nhiếc. Nhìn vào bên trong màn khói đỏ, Khổng Tường Tư lại quay nhìn Liễu Tung Dương trong mắt hào quang có chút máy động. Đoạn đường vừa qua, bọn họ vì có bốn đầu cương thi màu đỏ hộ vệ che đậy khí tức, cho nên cũng giống như bọn Liễu Minh, hầu như không có bị phát hiện. Không chỉ như vậy, thỉnh thoảng Liễu Tung Dương còn ra tay công kích một ít ma thi đơn lẻ, làm cho Khổng Tường Tư không khỏi âm thầm kinh ngạc,
Dò hỏi nguyên nhân, Liễu Tung Dương thì cứ hả hả cười rồi hàm hồ trả lời mà thôi. Trong lòng Khổng Tường Tư nghi hoặc không thôi, có chút ít tức giận, nhưng vì bây giờ đang bị ước hẹn quản chế, cho nên không thể phát tác tức giận, trong lòng chỉ có thể mắng to đám người Liễu gia, rồi lại tự trách mình tại sao lại vì một chút lợi ích mà hồ đồ kết minh với bọn chúng. Bất quá bây giờ muốn đi cũng đã muộn, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Oanh long long. Phía ngoài sương mù màu đỏ truyền ra tiếng bước chân càng lúc càng gần, một tiếng quát lên, sương đỏ ở hai bên cuộn lên, một đầu ma thi cao hơn 10 trượng hiện ra, nhắm Liễu Tung Dương nhào tới. Những người khác được sương mờ màu đỏ bao phủ nên khí tức không có phát ra, tự nhiên không có bị mấy đầu ma thi phát hiện. Hừ. Liễu Tung Dương có chút ít không cam lòng hừ một tiếng, bất giác nhìn thấy mấy tên ma thi xuất hiện thì sắc mặt không thay đổi chút nào, trong tay hắc quang lóe lên hiện ra một khối ma kính. Ma kính lớn hơn một xích, bề mặt kính mờ nhạt âm u, phía rìa kính còn có cái đồ án hình rồng, hắc quang lượn lờ, hiển nhiên là một kiện dị bảo hiếm có. Nhoáng một cái, bên trên ma kính lập tức phun ra một đạo cột sáng màu đen, vô cùng nhanh lẹ trực tiếp oanh kích lên trên người ma thi, đem nó cứng rắn đánh bay ra ngoài. Ma thi đâm vào một bờ thành đổ nát, nhưng cũng không có bị thương mà nhanh chóng đứng dậy. Liễu Tung Dương không có ý định cùng nó dây dưa, nên vừa xong một kích hắn lập tức đi vào màn xương màu đỏ bên cạnh. Đi! Hắn quát một tiếng, đoàn người lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh, nhanh chóng phi độn rời đi, trong nháy mắt đã biến mất bên trong sương mờ. Hai người Liễu Minh tự nhiên không biết những chuyện vừa xảy ra ở phiến quảng trường vừa rồi. Một khắc qua đi, hai người đã đi đến gần cuối bức tường thành. Trên đường đi vì có hồn thiên bia che lấp khí tức nên không có đụng phải đầu ma thi nào, càng không có tao ngộ cuộc chiến nào. Đến nơi này, sương mù màu đỏ ở xung quanh đã trở nên rất nhạt, cũng không còn nghe thanh âm đi lại của đám ma thi, tựa hồ sắp thông qua nghĩa trang. Triệu Thiên Dĩnh tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Bất quá vào lúc này, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, hai bên tai hiện ra nhàn nhạt tử quang, khẽ run lên. Làm sao vậy? Liễu Minh thấy vậy, không khỏi lo lắng mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là ở phía bên kia cách đây hơn 20 dặm, có một trận chiến đang xảy ra mà thôi. Tử quang bên tai Triệu Thiên Dĩnh tan đi, ánh mắt lóe lên đưa tay chỉ về một hướng rồi nói. Chắc là người của các thế lực khác đã tiến vào đến đây, mặc kệ không liên quan đến chúng ta. Liễu Minh suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, rồi nói với giọng điệu không quan tâm. Theo ta thấy thì trong tràng chiến bên kia có mặt Âu Dương Minh. Triệu Thiên Dĩnh chợt mở miệng nói tiếp. Cái gì? Là hắn sao? Liễu Minh biến sắc, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Từ thanh âm mà phán đoán thì hình như hắn đang bị hai cỗ ma thi lợi hại quấn lấy. Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục nói. Vậy chúng ta đi qua đó xem, thực lực Âu Dương Minh không kém, ba người chúng ta liên thủ thì thực lực của chúng ta sẽ tăng không ít. Liễu Minh ngẩng đầu lên trả lời. Lúc trước hắn cùng Âu Dương Minh đã có ước định, cũng biết được mục đích của chuyến này, qua đó hợp tác với hắn thì cũng không có thua thiệt gì. Đôi mắt Triệu Thiên Dĩnh lóe lên nhẹ gật đầu. Tiếp theo trên người Liễu Minh tuôn ra mảng lớn hắc khí, vây kín thân thể hai người lại, theo hướng Triệu Thiên Dĩnh chỉ mà rời đi. Vì tình hình đặc biệt nên lúc này hai người bọn hắn cũng không thi pháp ẩn nấp thân hình, trực tiếp bay đi. 20-30 dặm chỉ đảo mắt là đến, thân hình hai người nhoáng một cái đã đứng trên một ngọn bảo tháp màu đen cũ kỹ đổ nát. Bên trong tháp, từng đợt pháp lực chấn động mạnh, thanh âm va chạm không ngừng vang lên, ngẫu nhiên có mấy đạo công kích đánh lên tường làm ngọn tháp rung chuyển không thôi. Trung tâm khu kiến trúc, một trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng trên người hắc khí phủ kín, đang cùng hai đầu ma thi cao 20-30 trượng hỗn chiến. Đuôi lông mày Liễu Minh nhảy lên, trung niên áo bào màu vàng không phải ai xa lạ, chính là Âu Dương Minh. Hai đầu ma thi cùng Âu Dương Minh kịch chiến so với ma thi khác có chút bất đồng. Gương mặt chúng xấu xí trên người mọc đầy cương châm màu đen giống như bộ giáp lông, tay chân dài ngoằng, thoạt nhìn giống như hai con cự viên vậy. Hai đầu ma thi cử động vô cùng linh mẫn, hoàn toàn không chậm chạp giống những ma thi khác. Âu Dương Minh mấy lần muốn đánh một kích rồi quay đầu chạy trốn nhưng không được, bọn chúng đã nhanh chóng ngăn lại. Liễu đạo hữu, chúng ta có ra tay không? Bờ môi Triệu Thiên Dĩnh khẽ nhúc nhích, truyền âm hỏi Liễu Minh. Cứ xem một chút rồi tính. Liễu Minh ánh mắt chớp lên cũng truyền âm trả lời. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu, hai người lặng yên không một tiếng động rơi ẩn nấp một góc quan sát. Lúc này trên chiến trường, Âu Dương Minh tay phải cầm hai cái vòng tròn pháp bảo màu đen,
huyễn hóa ra từng đạo hoàn ảnh, đem bản thân bảo vệ chặt chẽ, đồng thời cũng thừa dịp hai con ma thi viên hầu sơ hở thì công kích nó. Bất quá, thân thể hai đầu ma thi viên hầu cực kỳ cứng rắn, hoàn ảnh màu đen đánh lên người nó tuy rằng có thể đẩy nó lui vài bước, nhưng mà không cách nào tạo thành lớn tổn thương cho nó. Hơn nữa thân hình chỉ nhoáng một cái, liền giống như giòi trong xương tiếp tục lao tới cuồng chiến. Ánh mắt của hắn nhìn sương mù xung quanh, trong mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Hắn đã bị hai con ma thi này cuốn lấy một thời gian rồi, nếu không thể thoát thân trong thời gian ngắn nhất, chỉ sợ sẽ hấp dẫn thêm nhiều ma thi khác tới thì sẽ phiền phức to. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, trong miệng nói lẩm bẩm, vòng tròn màu đen trong tay hào quang tỏa sáng, lần nữa đánh hai đầu ma thi lui ra ngoài. Tiếp theo trong miệng vang lên tiếng chú ngữ khó hiểu, trên người mãnh liệt nổi lên một tầng hắc quang, sau lưng hắc quang cũng lóe lên, một cái ma ảnh màu đen cao chừng trăm trượng hiện ra. Ma ảnh dần dần hiện rõ, thình lình hiện ra 8 cái đầu, bên dưới thì 16 cánh tay đang cuồng vũ không ngớt, chính là ma ảnh của Bát Hoang Phạm Ma Công. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1356, gặp lại. Trừ những cái đó, khuôn mặt cùng cánh tay trần trụi của Âu Dương Minh đều bị từng vòng ma văn đen xì bao phủ. Thoạt nhìn có chút dữ tợn, Liễu Minh từ xa nhìn thấy hư ảnh pháp tướng sau lưng Âu Dương Minh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Uy lực của Bát Hoang Phạm Ma Công mà y thi triển tại Thúy Trúc Cư khi trước rõ ràng không thể so với lúc này. Uy áp do ma ảnh màu đen phát ra khiến nội tâm họ Liễu âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng hai cỗ ma thi lại không chút nào để ý đến chấn động pháp lực mãnh liệt của đối phương. Hoặc vốn dĩ đám quái vật này không hề biết sợ hãi là gì. Chúng mang khuôn mặt lạnh tanh, gào giống vài tiếng rồi vung tay đánh tới. Sau khi thi triển Bát Hoang Phạm Ma Công, tính tình của Âu Dương Minh tựa hồ xảy ra một chút biến hóa. Chỉ thấy y hừ lạnh một tiếng, ma ảnh khổng lồ liền bay ra nghênh chiến hai đầu ma thi. Tiếp đó, bốn cánh tay của hư ảnh mơ hồ đánh ra rồi huyễn hóa thành vô số trường ảnh đan xen mờ ảo, đột nhiên một phân thành hai lần lượt chụp về phía hai cỗ ma thi. Oanh long long, hai cỗ ma thi chỉ cảm thấy một cỗ ma lực mạnh mẽ không thể ngăn cản như thủy triều vọt tới. Đập lên vòng hộ thể thi khí tạo thành từng hồi vỡ vụn keng keng, hơn nữa còn khiến thân thể của chúng bị chấn văng ra xa. Theo từng tràng chú ngữ cổ quái dồn dập truyền ra từ miệng Âu Dương Minh, ma ảnh sau lưng y liền há to miệng, phun ra một đạo xiềng xích vừa thô vừa to, nhanh chóng quấn lấy đối phương. Tiếp theo, trong mắt ma ảnh lại lóe lên ánh sáng màu đỏ, trên tay nó cũng có hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành hình các loại vũ khí như chùy, kiếm, đao, thương. Vù vù vù, mười mấy cánh tay khổng lồ của ma ảnh đột nhiên vung lên, mang theo đạo đạo kiếm ảnh đổ xuống hai đầu ma thi đồng thời bao phủ bọn chúng vào trong. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên nhưng rất nhanh đã im bặt. Âu Dương Minh thấy vậy liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết thu hồi Bát Hoang Phạm Ma Công thành hắc khí cuồn cuộn chui vào bên trong thiên linh cái của y. Lúc này, hai đầu ma thi đã bị biến dạng hoàn toàn, thân thể cứng rắn bị cắt thành vài đoạn, sớm đã không thể kêu la được nữa. Ngay khi đáp xuống, thân thể Âu Dương Minh khẽ lảo đảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên một phen thi pháp vừa rồi đã khiến y hao tổn không ít. Sau khi ăn vào một khỏa đan dược, Âu Dương Minh không dám lưu lại nơi này quá lâu, bèn hóa thành một đạo hắc quang vội vã bay về phía trước. Đi, chúng ta theo sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, gọi Triệu Thiên Dĩnh một tiếng rồi bay theo. Nguy rồi, phía trước có vài đầu ma thi dạng viên hầu đang lao tới. Triệu Thiên Dĩnh biến sắc, hoảng sợ nói. Nàng vừa dứt lời thì màn xương bên kia liền truyền tới một tiếng gầm quái dị. Dưới màn xương cuộn trào, bốn đầu ma thi viên hầu cao vài chục trượng thoạt nhìn còn lớn hơn nhiều hai đầu kia lảo đảo đi tới. Giống, bốn đầu ma thi khổng lồ lao như tên bắn, chỉ trong khoảnh khắc đã chặn đứng đường đi của Âu Dương Minh. Thấy vậy, Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, bay cực nhanh sang một hướng khác. Một đường vất vả đi tới đây, làm cho pháp lực của y đã hao tổn nhiều. Hiện giờ dù có là hai đầu ma thi như vừa rồi cũng chưa chắc đã đối phó nổi, huống chi là tới bốn đầu. Thế nhưng chưa chờ y bay xa thì nơi đỉnh đầu chợt tối sầm lại, một ma chảo màu đen mang theo hắc diễm cuồn cuộn đột nhiên chộp tới. Sắc mặt Âu Dương Minh hơi đổi, chỉ thoáng liếc một cái, thì thấy một đầu ma thi đã đuổi gần tới nơi.
Đây chính là đầu ma thi lớn nhất trong số 4 con mới tới. Nơi đỉnh đầu nó, ngoài bộ lông đen thui còn có thêm những sợi lông vàng óng, dáng người tuy cao lớn, nhưng tốc độ lại nhanh. Chỉ sau mấy cái chớp động đã tới sát lưng y. Âu Dương Minh tự biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, cố gắng tránh khỏi ma chảo khổng lồ kia. Đúng lúc này, không gian gần đó đột nhiên chấn động, tiếp đó một cỗ ma lực chợt hiện ra, đè chặt lấy y, làm cho động tác của y đều trở nên chậm chạp vô cùng. Chỉ tranh thủ một lát này, ba đầu ma thi kia đã xông tới, có điều tốc độ hình như kém đầu ma thi lông vàng kia rất nhiều. Bóng đen lóe lên, ma chảo kia chợt chộp lấy thân hình Âu Dương Minh, thấy vậy, hung quang trong mắt đầu ma thi hiện ra, ma chảo nắm chặt lại. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể Âu Dương Minh liền tan vỡ. Thấy vậy, đầu ma thi liền lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, hư không chừng 10 trượng bên ngoài chợt dao động, hiện ra thân ảnh Âu Dương Minh, có điều sắc. Mặt đã có chút tái đi, dường như nguyên khí đã hao tổn nhiều. Ngọc bội bên hông y chợt sáng lên rồi vang lên mấy tiếng răng rắc, phút chốc đã vỡ vụn. Ma thi lông vàng thấy vậy thì giật mình, miệng gầm lên mấy tiếng, thân thể to lớn xé gió tiếp tục nhào tới. Ánh mắt Âu Dương Minh liền lạnh đi, miệng hừ một tiếng, tay chà sát vào nhau, một vòng tròn đen nhánh liền bay ra. Tiếp đó y lại phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngấm vào trong vòng tròn đen, vòng tròn liền sáng rực lên, hơn nữa còn phóng to ra, phát ra những thanh âm ô ô rồi lao vào ma thi lông vàng. Đầu ma thi lông vàng này đang trên không trung, hai ma chảo giơ lên, 10 móng vuốt dài hơn một trượng liền hiện ra, chộp tới vòng tròn đen. Kết quả chỉ nghe phốc một tiếng, móng vuốt đen kia liền xuyên thủng qua bóng đen mà vòng tròn thả ra. Một khắc sau, hắc quang trên người ma thi lông vàng liền hiện ra, lập tức bao phủ toàn thân ma thi. Âu Dương Minh tiếp tục đọc chú ngữ, hào quang màu đen liền sáng lên, hơn nữa còn từ từ thu nhỏ lại, siết chặt lấy nhục thể ma thi. Đầu ma thi lông vàng đau đớn, gầm lên một tiếng sợ hãi, ra sức giãy giụa, nhưng cũng không có ích gì, hắc khí quanh người nó cũng không tản đi, mau chóng bị vòng tròn đen hấp thụ. Cách đó không xa, Liễu Minh thấy Âu Dương Minh tế ra cấm ma hoàn, trong mắt liền hiện ra một thoáng kinh ngạc. Âu Dương Minh nhẹ nhàng thở ra, bất quá lông mày vẫn nhíu chặt lại. Tuy rằng y đột nhiên thúc giục cấm ma hoàn vây khốn đầu ma thi này nhưng cũng chỉ có một chiếc mà thôi, mà dựa vào năng lực thôn phệ của nó thì không thể đánh chết được. Hơn nữa, ba đầu ma thi gần đó đã gần lao tới. Thấy vậy, ý niệm trong đầu y liền xoay chuyển liên tục, chỉ thấy y cắn mạnh răng một cái, liền định bỏ lại cấm ma hoàn, tiếp tục bỏ chạy. Ma thi lông vàng bị kiềm chế, tốc độ ba đầu ma thi còn lại đều kém hơn y, vậy nên nếu y lại dùng thêm chút nguyên khí thúc dục bí thuật thì chắc rằng vẫn có thể chạy trốn được. Tuy rằng lúc này chạy trốn như vậy sẽ có thể kéo tới những ma thi khác, nhưng thực sự giờ đây y chẳng còn tâm sức quan tâm tới những điều đó nữa. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến chợt xảy ra. Bên cạnh ma thi lông vàng hiện ra một đạo thanh quang, từ đó lóe lên một bóng đao xanh biếc dài vài trượng. Chỉ thấy bóng đao xanh biếc kia chuyển động cực nhanh qua cổ của ma thi. Ngay sau đó, thân sắc đầu ma thi này liền cứng lại, cố nghiêng đầu một cái, làm cho cái đầu lập tức rơi xuống. Âu Dương Minh thấy cảnh này, há to miệng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Đầu ma thi này cường hãn ra sao y là người rõ nhất, vậy mà lại bị đạo đao quang này đơn giản cắt xuống như vậy. Ngay sau đó, hai bóng người liền bay vụt ra, dừng lại gần Âu Dương Minh, chính là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Liễu đạo hữu, là ngươi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, cười nói. Âu Dương đạo hữu. Liễu Minh liền đảo tay, thu lại ma tủy thanh ma nhận, khẽ giật mình với Âu Dương Minh, không kịp nói thêm gì vì đã có thêm ba đầu ma thi lao tới. Chúng vừa thấy thi thể của ma thi lông vàng thì gào lên những tiếng quái dị, đều bỏ qua Âu Dương Minh, nhào về phía Liễu Minh. Những thanh âm xé gió và vô số móng vuốt đen bắn ra, mạnh mẽ tránh khỏi tấm lưới, hung hăng chụp xuống đầu Liễu Minh. Liễu Minh khẽ hừ một tiếng, phất tay tế ra ba viên sơn hà châu, mang theo hào quang rực rỡ màu vàng đất hóa thành một đám mây vàng óng lao tới. Vô số móng vuốt nhọn hoắt va vào đám mây vàng, sau một trận tiếng nổ liên tục đã trở về như lúc đầu. Cùng lúc đó, Liễu Minh lại tiếp tục thả ra thanh ma nhận, hóa thành một đạo đao mang xanh biếc, kéo theo một vòng cung bay ra. Đồng thời bên kia, Triệu Thiên Dĩnh cũng lẩm bẩm mấy tiếng, tế ra một chiếc đỉnh lớn màu tím, từ đó bắn ra vô số sợi tơ mỏng tím đậm, cuốn về một đầu ma thi khác.
Âu Dương Minh phản ứng cũng không chậm, một tay thu lại cấm ma hoàn, hóa thành vô số ảo ảnh, lại bay về tên ma thi còn lại. Nhưng đúng lúc này, đám mây vàng kia liền cuộn lại, che phủ toàn thân ba người. Một khắc sau, vô số thanh âm bạo liệt truyền ra, đem theo từng trận tiếng gào rú thảm thiết. Chỉ một lát sau, không gian chợt im lặng lại, màn xương vàng tản ra, hiện ra thân ảnh ba người Liễu Minh. Còn ba đầu ma thi viên hầu kia đã nằm la liệt trên đất, đầu thân chia lìa. Nơi cổ mỗi một đầu ma thi đều có một vết thương sắc gọn, chính là dấu vết của ma tủy thanh ma nhận. Lúc này, ba người cũng không ai bị thương nặng, có điều sắc mặt Âu Dương Minh có chút tái nhợt, mau chóng lấy ra một viên đan dược ăn vào. May mà có Liễu đạo hữu và vị cô nương này hỗ trợ, nếu không sợ rằng hôm nay tại hạ sẽ vẫn lạc tại đây. Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ với hai người Liễu Minh một cái. Âu Dương đạo hữu khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Lúc trước ta và huynh định đi cùng nhau, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên phải tách ra. Không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây, quả nhiên là hữu duyên. Liễu Minh khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Âu Dương Minh gật đầu, trên mặt còn có vài phần cảm khái. Hai người cũng hỏi thăm đối phương một chút rồi chợt Âu Dương Minh liếc mắt nhìn Triệu Thiên Dĩnh. Liễu đạo hữu, vị cô nương này nhìn khá lạ mặt, là bạn của ngươi sao? Âu Dương Minh hỏi, tuy rằng pháp lực của cô gái này khá yếu, thế nhưng trong lúc chiến đấu vừa rồi, ma bảo của nàng cũng khá sắc bén, không thể coi thường được. Tiểu nữ tử họ Triệu, thực ra chính là đại hán áo đen cùng đi vào ma uyên với mọi người. Có điều lúc đó lại bị kẻ thù đuổi giết, hơn nữa đối phương còn ở trong số người tiến vào ma uyên, vậy nên ta mới biến đổi thân hình. Kính xin Âu Dương đạo hữu chớ trách. Triệu Thiên Dĩnh liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái, rồi quay người thi lễ với Âu Dương Minh, mỉm cười nói. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1357, Khôi lỗi. Âu Dương Minh nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc bèn nhìn chằm chằm Triệu Thiên Dĩnh một lát rồi cười nói sang sảng, thì ra là Triệu tiên tử. Thuật huyễn hóa của tiên tử quả nhiên xuất thần nhập hóa, tại hạ không nhìn ra chút sơ hở nào, thực sự bội phục. Đạo hữu quá khen. Triệu Thiên Dĩnh không chút phật lòng, dịu dàng cười nói. Liễu Minh nhìn hai người một cái, thân hình khẽ động, bay xuống mặt đất, vung tay lên, thanh ma nhận liền bắn ra, chém rơi bốn cái đầu ma thi xuống đất. Thế nhưng vượt ngoài dự liệu của hắn là, ngoài viên thi châu lớn cỡ quả trứng gà tìm thấy trong đầu ma thi lông vàng ra, ba đầu ma thi còn lại không thấy xuất hiện gì cả. Trong lòng Liễu Minh âm thầm suy đoán, khả năng chỉ có những ma thi đạt tới một cấp độ nào đó thì mới có thể tạo ra ma thi châu chăng. Nghĩ vậy, hắn liền thu viên châu rồi lại bay về chỗ cũ. Hai người Âu Dương Minh vẫn quan sát hành động của Liễu Minh nãy giờ, chỉ thấy đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên một cái, còn Âu Dương Minh thì có chút kinh ngạc. Kỳ quái hỏi, không nghĩ trong cơ thể ma thi lại có thứ này, nhìn qua thì có vẻ giống nội đan yêu thú, thế nhưng lại tràn đầy thi khí, chẳng hay Liễu huynh lấy vật này làm gì vậy? Ma thi châu này không có tác dụng với tại hạ, nhưng lại có ích với một người bằng hữu. Liễu Minh không giải thích nhiều, chỉ thuận miệng trả lời một câu, thì ra là vậy. Thấy Liễu Minh không muốn nhiều lời, Âu Dương Minh cũng không hỏi thêm. Đúng rồi, Âu Dương huynh, khu vực nội uyên này không biết lành dữ thế nào, phía trước cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm nữa, vậy chi bằng ta và huynh kết bạn cùng đi, vậy có được chăng? Liễu Minh nói, sở dĩ hắn đi cùng với Triệu Thiên Dĩnh chính là vì mục đích này. Nguy hiểm trong nội uyên còn vượt xa với dự liệu của hắn. Giờ còn chưa thấy bóng dáng tháp ma uyên đâu mà hai người đã gặp phải mấy lần nguy hiểm rồi. Tuy rằng bảo vật trên người Triệu Thiên Dĩnh không ít, nhưng dù sao thì tu vi vẫn hơi kém, khi gặp nguy hiểm không giúp được hắn nhiều. Còn Âu Dương Minh thực lực cao, cường, là một trợ thủ đắc lực. Điều này tại hạ cầu còn không được. Âu Dương Minh không phản đối, vui vẻ nói. Triệu Thiên Dĩnh đứng ở một bên, hình như đã sớm biết Liễu Minh sẽ nói vậy, nên cũng không nói gì. Thấy Âu Dương Minh đáp ứng, sắc mặt Liễu Minh cũng vô cùng vui vẻ. Thời gian tiếp theo, ba người cũng không dừng lại lâu, thương lượng một lát rồi mau chóng rời đi, bay về hướng sâu trong nghĩa trang. Ngay khi ba người vừa rời khỏi thì tại một tòa kiến trúc không trọn vẹn gần đó, không gian chợt chấn động. Một thân ảnh màu vàng từ từ hiện ra, chính là khôi lỗi màu vàng vẫn đi với phu nhân mặt lạnh khi trước. Lúc này,
Đôi mắt đầy linh tính của khôi lỗi đang nhìn theo hướng ba người Liễu Minh vừa bay khỏi, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, nó mới khoát tay, chỉ thấy một tia sáng xanh lóe ra, hóa thành một khô lâu xanh biếc, có điều bên trên vẽ đầy linh văn, chính là một kiện pháp khí. Khôi lỗi vàng há miệng, phun ra một tia sáng, chỉ lóe ra đã bay lên trên đầu khô lâu. Hai hốc mắt vốn dĩ trống trơn của nó lập tức hiện ra một tia sáng xanh, miệng mở ra, phun ra một cỗ hấp lực. Màn xương đỏ xung quanh mau chóng tràn vào miệng khô lâu, một lát sau liền ngưng tụ thành một pháp trận màu đỏ nhạt. Kim Loan, ngươi gọi bổn tôn có chuyện gì? Chẳng lẽ Âu Dương Minh xảy ra chuyện sao? Thanh âm nữ tử mặt lạnh từ trong pháp trận truyền ra. Chủ nhân, chuyện là thế này. Khôi lỗi màu vàng kể sơ qua chuyện vừa xảy ra. Ồ, lại là tên Liễu Minh kia. Bên trong pháp trận, thanh âm nữ tử mặt lạnh chợt ngưng lại, dường như đang lẩm bẩm gì đó. Ba người bọn họ đã rời đi, tiến vào sâu trong nghĩa trang, không biết thuộc hạ có cần đi theo nữa không. Khôi lỗi màu vàng chờ một lát, thấy nữ tử mặt lạnh không nói gì, đành mở miệng hỏi. Không cần, đã có Liễu Minh đi cùng thì Âu Dương Minh sẽ không sao đâu. Ngươi cứ về đi, ta cũng có chuyện cần ngươi làm đây. Bên trong pháp trận, nữ tử bình thản nói. Nàng vừa dứt lời thì tia sáng xanh nơi hốc mắt khô lâu chợt sáng rực lên rồi vỡ vụn ra, đồng thời một pháp trận đỏ rực hiện ra. Bao phủ toàn thân khôi lỗi màu vàng, chỉ thấy pháp trận lóe lên một cái, thân ảnh khôi lỗi đã biến mất. Khôi lỗi màu vàng chỉ thấy hoa mắt một lát thì đã thấy thân ảnh mình xuất hiện trước một tòa kiến trúc trông khá giống tế đàn. Lúc này, khôi lỗi mặt đen đang khoanh chân ngồi bên trên tế đàn, trên người tỏa ra một màn hào quang đen kịt. Đỉnh đầu xuất hiện một nhãn cầu đầy tơ máu, tản mát ra những tia sáng yếu ớt, chui vào hư không xung quanh. Nữ tử mặt lạnh đứng gần đó, ánh mắt chớp động, nhìn về một góc tế đàn, chỉ thấy nền đất dưới chân tế đàn đen, kịt, vẫn thuộc phạm vi của nghĩa trang, xung quanh tràn ngập một màn xương đỏ. Còn bên ngoài cách tế đàn trăm trượng thì mặt đất đã là màu nâu, hình như còn tạo thành một bình chướng vô hình, ngăn cản màn xương đỏ tràn qua. Chủ nhân, khôi lỗi màu vàng đi tới trước mặt nữ tử mặt lạnh, cúi người thi lễ. Thời gian này để ngươi âm thầm đi theo bảo vệ Âu Dương Minh, đã cực khổ rồi. Nữ tử mặt lạnh xoay người, nhẹ nhàng nói, chủ nhân nói quá lời, đây là việc thuộc hạ phải làm. Khôi lỗi màu vàng gấp gáp nói, chủ nhân, đúng lúc này, khôi lỗi mặt đen chợt ngừng thi pháp, đứng lên. Tình huống ra sao rồi? Nữ tử mặt lạnh quay đầu, hỏi một câu không đầu không đuôi. Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã tra xét khá rõ ràng. Hiện giờ trong lăng cổ ma ngoài chúng ta thì còn 4 đội ngũ nữa, theo thứ tự là Liên minh Liễu Gia và Khổng Tường Gia, Liên minh Hoàng Phủ Thế Gia và Long Gia, đội ngũ Liễu Minh, Âu Dương Minh và một cô gái trẻ, ngoài ra còn Cao Hách Yểm của Cao Hách Thế Gia đi một mình nữa. Khôi lỗi mặt đen đương nhiên hiểu nữ tử mặt lạnh nói gì, mau chóng trả lời. Cao Hách Yểm. Hình như y có liên kết với một thế gia khác để vào nội uyên mà, sao giờ chỉ còn một mình vậy? Ánh mắt nữ tử mặt lạnh lóe lên, có chút kinh ngạc hỏi. Khi vào trong ma uyên, bọn hắn mới nghe nói tới tháp ma uyên, nên lỗ mãng xông vào. Cuối cùng khi tới rừng hãn mặc thì bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có mình Cao Hách Yểm sống sót trở ra. Khôi lỗi mặt đen bình thản nói. Hừ, ngu xuẩn. Nữ tử nghe vậy thì lạnh lùng cười một tiếng. Trong 4 nhóm người này thì chỉ có Liễu Gia và Hoàng Phủ Gia là có khả năng ảnh hưởng tới đại sự của chủ nhân mà thôi. Có điều không biết bọn họ biết được bao nhiêu về tình hình trong tháp rồi. Khôi lỗi mặt đen tiếp tục nói. Lúc này, nữ tử kia chỉ im lặng, khẽ lắc đầu, dường như không đồng ý với cách nhìn của khôi lỗi mặt đen lắm, thế nhưng cũng không nói gì cả. Khôi lỗi mặt vàng và mặt đen thấy thế thì liếc nhau, im lặng đứng một bên, không nói gì nữa. 4 nhóm này đã đi tới đâu rồi, đại khái còn cần bao lâu thì đi qua nghĩa trang? Nữ tử mặt lạnh trầm ngâm một lát rồi chợt mở miệng hỏi. Đa số bọn họ đều có biện pháp khắc chế ma thi trong nghĩa trang, vậy nên theo phỏng đoán của thuộc hạ thì đội ngũ nhanh nhất chỉ cần tối đa nửa ngày là đến. Khôi lỗi mặt đen vội vàng đáp. Tốt lắm, giờ còn một ít thời gian nữa, ta cần đi xử lý một số chuyện. Nữ tử mặt lạnh khẽ gật đầu nói. Chủ nhân, còn Âu Dương Minh. Khôi lỗi màu vàng hỏi. Không sao, để y đi theo Liễu Minh là được. Nữ tử mặt lạnh nhẹ nhàng, nói. Vâng. Khôi lỗi mặt vàng gật đầu đáp ứng. Nữ tử mặt lạnh nói xong thì giơ tay lên, một màn sáng xanh liền hiện ra,
bao phủ ba người rồi hóa thành một đạo cầu vồng, bay đến vùng đất nâu sậm phía trước. Cùng lúc đó, trong bầu khí độc của đám ma thi nơi rìa nội uyên, một đạo độn quang màu lam đang cấp tốc phi độn, bên trong là thân ảnh Hàn Nha lão giả. Lúc này, có vẻ tình trạng của lão không ổn lắm, sắc mặt tái nhợt, quần áo tả tơi, nhàu nát xen lẫn vết máu, chẳng còn chút phong phạm một đại năng thông huyền nào cả. Hiện giờ tâm tình của lão cực kỳ kém, một nhóm vào nội uyên, không những không lấy được trọng bảo. Bốn ma nhân cấp thiên tượng trong gia tộc cũng táng thân ở lại, trong đó còn một kẻ là con cháu một người thân của lão nữa. Nghĩ tới đây lão lại nghiến răng nghiến lợi, dường như đang chửi bới gì đó, không biết là mắng bản thân mình hay mắng Cao Hách Yểm nữa. Màn khói độc xung quanh thỉnh thoảng lại bay ra một hai con ma vật, lao vào Hàn Nha lão giả. Nhưng còn chưa kịp tới gần thì đã bị hàn khí trên người lão làm cho đông lại thành khối băng, rơi thẳng xuống dưới. Thời gian trôi qua mau chóng, khí độc của ma thi cũng mỏng đi rất nhiều. Trên mặt Hàn Nha lão giả lộ nét vui mừng. Bởi từ giờ tới lúc Ma Uyên chấm dứt vẫn còn nửa năm nữa, lão cần nghỉ ngơi một lát, rồi dựa vào thực lực bản thân, đi tìm một số di tích cổ ma. Hắc hắc, từ xưa đến nay không người nào có thể đi ra nội uyên, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nghĩ tới đây, tâm tình Hàn Nha lão giả lại tốt hơn nhiều, màn sáng màu lam quanh thân lão cũng sáng lên, độn tốc tăng lên mau chóng. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, màn chướng khí xung quanh bỗng cuộn lên, kịch liệt sôi trào. Ngay sau đó, khí độc của ma thi từ khắp nơi liền điên cuồng xoay tròn, tạo ra một lốc xoáy lớn chừng trăm trượng. Một lực hút khổng lồ liền hút chặt lấy người Hàn Nha lão giả, khiến cho độn quang của lão cũng chậm đi không ít. Hàn Nha lão giả biến sắc, thế nhưng cũng không hoảng loạn lắm, bởi lão đã đi qua nơi này một lần. Khói độc ở đây tuy là cực mạnh, nhưng đối với tồn tại thông huyền thì chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không tạo nguy hiểm gì. Còn về mấy con ma vật trong đó thì lão cũng chẳng lo. Lão quát khẽ một tiếng, hào quang lam sắc quanh thân liền hóa thành một màn bảo vệ chắc chắn cho lão. Đồng thời trong miệng lão cũng truyền ra vài câu chú ngữ, hào quang trong tay lóe lên, hiện ra một thanh trường qua màu lam, rạch mạnh vào hư không xung quanh. Một bóng đao hiện ra, chia khí độc xung quanh ra làm hai phần, cỗ lực hút kia cũng theo đó biến mất. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1358, Sơn cùng Thủy tận. Chỉ thấy hấp lực đáng sợ lập tức giảm bớt, nội tâm lão giả Hàn Nha liền chuyển sang vui vẻ. Rồi vội vàng thúc giục pháp quyết, độn quang tiếp tục hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía trước, như muốn trực tiếp bay một mạch khỏi mảnh thi ma khí độc này. Nhưng mới đi được khoảng hơn 10 trượng, một tiếng trầm đục như hư không bị xé rách từ phía trên truyền đến. Sau một khắc, bỗng hắn cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một cái đầu mãng xà màu đen vô cùng to lớn dò xét đi ra từ trong sương mù. Hai mắt lóe hung quang nhìn xuống lão giả Hàn Nha, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi phụt lên nhanh chóng. Nếu lúc này Liễu Minh có mặt, tất nhận ra đầu mãng xà màu đen này chính là mãng cổ ma xà trước đây đã từng đụng phải. Từ cơ thể cự mãng, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tản ra. Thấy vậy, lão giả Hàn Nha như rớt vào hầm băng, sắc mặt trở nên trắng bệch, kinh hãi như muốn hét lớn. Trong lòng biết rõ, dù tại lúc đỉnh phong hắn cũng không có khả năng ngăn cản đầu cự mãng này, huống chi giờ trên người thì mang thương tích, pháp lực đã hao hụt nhiều. Nhưng tu vi đạt đến thông huyền, tự nhiên hắn đã từng trải qua vô số khảo nghiệm sống chết, tinh quang trong mắt thu vào, thần thái lập tức bình tĩnh trở lại, suy nghĩ tìm cách thoát thân. Hắn chuyển sang trạng thái bất động, bất biến ứng vạn biến, tránh tạo ra các tình huống xấu phát sinh. Chỉ nghe một tiếng vèo, một cái hồng ảnh hiện lên như thiểm điện, đã thấy cái lưỡi vừa thô vừa to của cự mãng quấn lấy thân thể lão giả Hàn Nha rồi. Trong khi lão giả Hàn Nha còn chưa kịp phản ứng, thì chiếc lưỡi của cự mãng đã cuốn ngược lại, rồi khẽ nhếch miệng, đem Hàn Nha nuốt xuống. Sau đó, đầu mãng cổ ma xà đong đưa thân thể nặng nề vài cái một cách lười biếng, rồi chậm rãi biến mất bên trong chướng khí vô tận. Dù không nổi tiếng như tứ đại gia tộc, nhưng có thể có tư cách tiến vào Ma Uyên, thì thực lực gia tộc của lão giả Hàn Nha cũng khá gần với quyền thế của tứ đại gia tộc. Bản thân cũng có danh khí không nhỏ ở Vạn Ma Đại Lục, vậy mà vẫn lạc yên lặng trong độc chướng thi ma, quả thật chết khó nhắm mắt. Còn lại các đội khác trong nội uyên thì vẫn như cũ tiến về trung ương, uỳnh uỳnh rầm rầm. Trên không trung tại một chỗ trong lăng mộ cổ ma,
Từ một mảnh mây đen lớn gần mẫu cuồn cuộn, có một đoàn lôi điện đen kịt cỡ thùng nước bắn xuống, oanh kích vào đầu của một ma thi cao lớn đỏ thẫm. Khi điện mang tiêu tán, thình lình chiếc đầu của ma thi đỏ thẫm trong điện quang màu đen biến mất vô tung, thân thể ma thi không đầu ngã xuống đất ầm ầm, đè sập một tòa kiến trúc bỏ hoang. Giữa không trung, Cao Hách Yểm giương tay lên đánh pháp quyết, mây đen nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một chiếc khăn gấm đen nhánh. Phía trên khăn thêu một đám phù văn tia chớp, thỉnh thoảng trên mặt khăn có điện hồ màu đen lưu chuyển. Sau khi quay tít một vòng, chiếc khăn gấm rơi trở lại vào tay hắn. Hắn đem khăn gấm thu hồi, lúc này nội tâm mới dám buông lỏng, miệng thở dốc vài tiếng. Xung quanh hắn là năm đầu ma thi, nhìn qua thì thấy đều là mới bị đánh gục không lâu. Cao Hách Yểm lấy ra một quả đan dược khôi phục pháp lực để ăn vào, trong mắt hiện lên vài phần hối tiếc. Quả thật, hắn đã quá coi thường nội uyên, sự chuẩn bị chưa đủ, hôm nay chỉ còn lại một mình lẻ loi, sau khi tiến vào nghĩa trang thì phải luân phiên ác chiến, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù là cường giả thông huyền cảnh, nhưng với cường độ xa luân chiến lớn như thế, lượng pháp lực tiêu hao cũng làm hắn không chịu nổi. Ngay tại lúc vừa mới định khôi phục chút pháp lực, hắn lại đột ngột bị vài đầu ma thi xuất hiện bao vây. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải vận dụng đòn sát thủ. Tuy đánh chết toàn bộ ma thi, nhưng pháp lực lại tiếp tục bị hao tổn, làm nguyên khí đại thương. Cao Hách Yểm hít thở sâu vài ngụm, trên người đã tản mát ra hắc mang nhàn nhạt, sắc mặt thoáng khôi phục một chút. Hắn lắc lắc đầu, đem các loại tâm tình sợ hãi, bất an dứt bỏ, thần tình trên mặt lần nữa trở nên kiên định. Đã đến được nơi này, tự nhiên hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, vô luận thế nào cũng phải tìm được một ít bảo vật bên ngoài đã tuyệt tích. Thở dài một cái, thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo độn quang vội vã đi về hướng phía trước. Bay không được bao lâu, trong mắt hắn lại hiện lên dị sắc. Lúc mới tiến vào nghĩa trang, trong hư không tràn ngập một lớp sương mù màu hồng hơi mỏng, càng tiến sâu bên trong. Sương mù mới dần dần dày đặc, nhưng tại nơi này, sương hồng tựa hồ lại bắt đầu trở nên mỏng manh. Như vậy có thể suy đoán, đoạn hành trình trong nghĩa trang này có lẽ sắp chấm dứt. Nghĩ tới điều này, trong nội tâm Cao Hách Yểm vui vẻ, độn quang bay nhanh hơn vài phần. Bỗng nhiên, trên mặt đất bằng phía dưới độn quang, một khe hẹp dài nứt đột ngột, đất đá văng khắp nơi. Một cái độc thủ cực lớn từ dưới đất chui lên, đầu ngón tay hắc quang lập lòe, mơ hồ tản mát ra mùi vị tanh hôi. Độc thủ xuất hiện như mơ hồ, vậy mà chộp nhanh như thiểm điện tới độn quang bay trên không trung. Sự tình diễn biến quá nhanh, do chưa kịp phòng bị gì, sắc mặt Cao Hách Yểm lập tức đại biến. Bất quá hắn cũng không phải người thường, miệng hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã rời đi ba trượng sang bên cạnh với tốc độ ánh sáng. Xoẹt! Tuy hắn tránh thoát ma chảo, nhưng chỗ bắp chân vẫn bị cắt rách một đường. Xung quanh miệng vết thương lập tức nổi lên màu đen, bắt đầu nhanh chóng hư thối, hơn nữa còn lan tràn về phía bắp đùi. Cao Hách Yểm sắc mặt đại biến, một mặt liên tục thối lui về phía sau, mặt khác nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, tạo ra quang mang màu đen bao quanh miệng vết thương. Ý đồ ngăn chặn hắc khí khuếch tán, thế nhưng không có chút tác dụng nào, hắc khí trong nháy mắt đã lan tràn đến đầu gối. Lệ mang trong mắt lóe lên, đột nhiên bàn tay quét ngang về phía bắp chân. Bắp chân từ chỗ đầu gối bị chặt đứt, máu tươi điên cuồng bắn ra. Cao Hách Yểm biểu hiện kiên định, há mồm phun ra một cái huyết quang khác, quấn quanh chỗ chân gãy. Máu tươi rất nhanh đình chỉ, hơn nữa theo một hồi xương cốt kêu ken két giòn vang, chỗ bắp chân đứt gãy nhanh chóng đùn ra xương đùi mới. Đồng thời bên trên xương đùi trắng nổi lên vô số thịt lồi, qua hai cái hô hấp, một cái bắp chân mới tinh đã hình thành. Tái sinh chân tay đối với đại năng thông huyền mà nói thì căn bản không phải sự tình gì quá lớn. Bất quá thời gian trì hoãn đó đã để ma thi chui toàn bộ thân thể ra khỏi mặt đất, đứng ngăn trước mặt. Sau khi ổn định thân hình, Cao Hách Yểm đưa mắt nhìn qua, lập tức hít sâu một hơi vào miệng. Ma thi trước mắt này cao hơn trăm trượng, toàn thân được bao trùm lân giáp màu đen, khí tức tản mát ra vượt xa toàn bộ các ma thi hắn đã từng đụng độ. Rõ ràng gã cổ ma thi đang ngăn cản Cao Hách Yểm lại là một đầu thượng cổ ma tộc biến thành. Con mắt nhỏ thứ ba trên trán cổ ma thi cũng nhìn về phía Cao Hách Yểm, miệng phát ra một tiếng gào rú. Thân thể khổng lồ đánh tới, ma chảo che kín lân giáp chộp tới như thiểm điện, đồng thời mang theo một cỗ ác phong tanh hôi. Đã được lĩnh giáo qua thi độc lợi hại, sắc mặt Cao Hách Yểm hơi đổi, hắc quang trên người đại phóng. Nhanh chóng ngưng tụ ra một cái pháp tướng hư ảnh cao mấy trăm trượng,
hai tay trước người đẩy ra vô số phù văn huyền ảo. Ma chảo của cổ ma thi bị vô số phù văn huyền ảo đón đỡ, liền khẽ run lên. Vào lúc này, pháp quyết trong tay Cao Hách Yểm biến đổi mãnh liệt, pháp tương hư ảnh trên đỉnh đầu há miệng phun ra một lôi điện màu đen, đánh tới phía trên ma chảo. Xì xì, hắc sắc điện mang bộc phát bên trên ma chảo, bất quá rất nhanh liền tiêu tán, phần bị điện mang đánh bị cháy đen xì. Giống, lập tức cổ ma thi kêu đau đớn, rồi gầm lên một tiếng như đã bị chọc giận. Thi khí lượn lờ quanh thân nhanh chóng quấn quanh trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một hư ảnh cổ ma cao trăm trượng, đầu có hai sừng, hai mắt đỏ thẫm. Hư ảnh cổ ma há rộng mồm, bên trong nổi lên hắc quang chói mắt. Sau một khắc, vô số đạo tơ mỏng màu đen bay ra, phát ra tiếng xé gió vang dội, lập tức bao phủ phạm vi phương viên mấy trăm trượng, phủ xuống hư ảnh pháp tướng của Cao Hách Yểm. Cao Hách Yểm sắc mặt đại biến. Những ma thi lúc trước gặp phải tuy tu vi đều đạt đến thiên tượng cảnh, nhưng chỉ có thân thể cứng rắn, lực công kích đơn thuần, nhưng ma thi trước mắt này lại có thể ngưng tụ pháp tướng thông qua thi khí, còn làm ra pháp thuật công kích. Với tu vi của mình, nếu toàn lực ứng phó, tự nhiên Cao Hách Yểm hoàn toàn có khả năng, nhưng ai biết tiếp theo còn có những nguy hiểm nào. Ý niệm trong đầu hắn xuất hiện liên tục, động tác trên tay cũng không chậm trễ, miệng hét lớn một tiếng, hắc quang trên người lóe lên, lần nữa tế ra kiện khăn gấm lôi văn lúc trước. Ầm ầm, khăn gấm lôi văn bay lên không trung, một hồi lôi điện vang lên ầm ầm, biến thành một đoàn mây đen bao bọc thân thể của hắn vào trong, từng đạo điện mang màu đen xuyên qua đám mây. Vừa làm xong thì vô số chỉ đen đã bao phủ xuống, bọc lấy cả Cao Hách Yểm cùng đám mây đen. Trong nháy mắt, vô số sợi chỉ đen quấn quanh tạo thành một kén tầm màu đen cực lớn. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cổ ma thi vung ma chảo chộp tới kén tầm màu đen. Đúng lúc này, bên trong kén tầm đen bỗng nhiên truyền ra tiếng sét đánh, bên trên kén tầm hiện ra từng đạo điện hồ màu đen vừa thô vừa to. Chỉ đen tạo thành kén tầm ầm ầm vỡ vụn, một cái độn quang màu đen được bao phủ bởi đạo đạo hồ quang điện, nhanh chóng phi độn về phía xa. Cổ ma thi khẽ giật mình, lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng chạy đuổi theo, dẫn tới mặt đất lắc lư kịch liệt một hồi. Bên trong độn quang lôi điện màu đen, mặt Cao Hách Yểm không còn chút huyết sắc, vì vừa mới dùng để phá kén trốn thoát, hắn lại tiếp tục phải lần nữa cưỡng ép thúc giục át chủ bài, màu đen khăn gấm. Long long long, phía sau độn quang, ma thi màu đen sải bước đuổi theo với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thua kém lôi độn thuật của Cao Hách Yểm. Từng tiếng gào rú truyền đến, coi bộ ma thi đã quyết tâm phải bắt bằng được Cao Hách Yểm. Cao Hách Yểm cười khổ một tiếng, chính hắn cũng không thể ngờ bản thân bị rơi vào hoàn cảnh sơn cùng thủy tận như vậy. Dù trong nội tâm nghĩ thế, nhưng pháp quyết trong tay vẫn thúc giục liên tục, độn quang tiếp tục phóng về phía trước. Hiện tại, sau khi tranh đấu cùng ma thi, pháp lực của hắn không còn nhiều, chỉ mong có thể nhanh chóng thoát ly mảnh nghĩa trang này, sang một nơi khác. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1359, Oan, ra ngõ hẹp. Bên kia, Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh, Âu Dương Minh ba người lúc này đang bị hào quang màu xám trắng của hồn thiên bia bao phủ, phi hành ở sát mặt đất. Không biết đi hết cái nghĩa trang này phía sau nó là cái gì nữa đây. Âu Dương Minh đánh giá hoàn cảnh xung quanh, có chút tùy ý nói một câu. Qua khỏi nghĩa trang, đằng sau chính là tháp ma uyên rồi. Triệu Thiên Dĩnh khẽ cười đáp. Ồ, Triệu tiên tử làm sao lại chắc chắn như thế? Âu Dương Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hỏi lại. Triệu Thiên Dĩnh trong mắt hiện lên một tia ảo não, trong lòng không ngừng cân nhắc. Thân phận của nàng lúc trước cũng không có nói rõ với Âu Dương Minh, vừa rồi thuận miệng nói xem ra có chút giấu đầu lòi đuôi rồi. Trong nội tâm nàng ý niệm xoay chuyển, đang muốn nghĩ lý do qua loa để tránh đi thì Liễu Minh đang bay dẫn đầu bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên trái. Liễu đạo hữu, có chuyện gì sao? Triệu Thiên Dĩnh hỏi, vừa dứt lời, sắc mặt của nàng cũng hơi đổi. Âu Dương Minh cũng nhìn theo ánh mắt Liễu Minh, sắc mặt cũng biến đổi, khẽ rùng mình. Bên trong sương mù màu đỏ, truyền ra một cỗ pháp lực chấn động, đồng thời mơ hồ có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân này thì cả ba người đều không hề xa lạ trong cái nghĩa trang này. Chính là tiếng bước chân của một cỗ ma thi đi vật vờ trong đây. Tựa hồ còn có người đang đến, chúng ta nên tránh mặt trước đã. Liễu Minh thấp giọng nói một câu,
trong mắt hắn tử văn ma đồng khai triển, đã mơ hồ chứng kiến một đạo độn quang màu đen khí tức không kém đang bỏ chạy về phía này, sau lưng hắn là một đầu ma thi khổng lồ. Nếu ta không có đoán sai thì đây là một cỗ cổ ma thi. Thân hình hắn khẽ động đã hạ xuống dưới đất. Triệu Thiên Dĩnh, Âu Dương Minh hai người vội vàng xuống theo, ba người rất nhanh núp ở dưới một chỗ kiến trúc bị tàn phá. Ba người vừa ẩn nấp thân hình, độn quang màu đen kia đã tới trên không ba người. Chẳng qua độn quang màu đen kia có chút lắc lư rung động, tựa hồ có chút bất ổn. Ngay sau đó, ma thi đang đuổi theo phía sau cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt ba người. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đều gặp qua loại cổ ma thi này, cho nên cũng không kinh ngạc nhiều. Chỉ có Âu Dương Minh là lần đầu tiên nhìn thấy ma thi khổng lồ như thế, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Yên lặng theo dõi tình hình, Liễu Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn đã truyền âm trấn an cũng như nhắc nhở hai người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cổ ma thi hiển nhiên là đang đuổi theo độn quang màu đen trước mặt, bọn hắn tự nhiên không ngu dại manh động mà rước cái hại vào thân. Hắn vốn cho rằng độn quang màu đen kia sẽ nhanh chóng rời đi, vậy mà, không ngờ hắn lại dừng lại, hắc quang thu vào, hiện ra người ở bên trong bất ngờ lại là Cao Hách Yểm. Nhưng lúc này sắc mặt Cao Hách Yểm tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lại nhìn về phía ba người ẩn nấp, khóe môi có một tia khó chịu. Quả nhiên là hắn, ánh mắt Liễu Minh nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc cười lạnh. Triệu Thiên Dĩnh cũng rất nhanh đã nhận ra Cao Hách Yểm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Âu Dương Minh không nhận ra Cao Hách Yểm nên không có lộ ra dị sắc gì. Ngay lúc này, cổ ma thi đang đuổi sát ở phía sau thân hình nhoáng một cái, phát ra một tiếng hống, đồng thời há miệng phun ra một đạo hắc quang vừa thô vừa to, đánh về phía Cao Hách Yểm. Cao Hách Yểm tựa hồ sớm có chủ ý, thân hình có chút nhoáng lên đã tránh được đòn tới, đạo hắc quang kia không ngờ chật mục tiêu lao thẳng tới chỗ ba người Liễu Minh đang nấp. Không xong, người này đã phát hiện ra chúng ta, nên muốn kéo chúng ta xuống nước. Âu Dương Minh biến sắc, hô một tiếng thất thanh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, thân hình mơ hồ một cái đã bay lên trên không. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh cũng vội vàng theo sau Liễu Minh, hiểm lại tránh thoát được hắc quang trong gang tấc. Oanh! Cột sáng màu đen oanh kích xuống mặt đất, tạo ra một hồi đất rung núi chuyển, mặt đất cứng rắn bị khoét ra một cái hố to. Ba người Liễu Minh bay lên không trung, đứng không xa Cao Hách Yểm. Là ngươi. Cao Hách Yểm vốn nghĩ là gặp được người của gia tộc khác, định kéo bọn họ xuống nước để cùng hắn tiêu diệt đầu cổ ma thi này. Nhưng khi vừa quét mắt qua bọn người Liễu Minh thì thần sắc có chút biết đổi. Cỗ khí tức này chính là người lúc trộm đi túi chữ vật Thiên Khốc Ma Quân và giết hại Cao Hách Dạ. Đúng vậy, chính là tại hạ. Liễu Minh đánh giá Cao Hách Yểm một chút, mặt không biểu tình nói. Kết quả, Cao Hách Yểm không nói hai lời thân hình một cái mơ hồ, trực tiếp bay về phía ba người Liễu Minh. Ba người thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi. Nhưng ba người chưa kịp làm ra phản ứng gì, Cao Hách Yểm đã biến thành độn quang bỗng nhiên vòng một vòng lớn, vượt qua ba người, rồi dùng độn tốc kinh người tháo chạy. Hắn tuy rằng ghi thủ vụ Thiên Khốc Ma Tôn cùng Cao Hách Dạ, nhưng tình cảnh lúc này tự nhiên không có tâm tình để truy cứu. Cổ ma thi thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện ba người thì cũng nao nao, bất quá thần trí nó cũng không quá cao. Lúc này tựa hồ nó cho rằng ba người Liễu Minh là Cao Hách Yểm gọi đến giúp đỡ, nên trong họng phát ra tiếng hống nhanh chóng lao tới công kích ba người Liễu Minh. Hai vị tạm thời giúp ta ngăn cản đầu cổ ma thi này. Thanh âm Liễu Minh vang lên trong tai Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh. Khi thanh âm vang lên thì thân hình hắn cũng đã mơ hồ hóa thành một độn quang đuổi theo Cao Hách Yểm. Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy nàng không chút do dự, thân hình nhoáng một cái đã lao ra chắn trước người cổ ma thi. Một hồi chú ngữ tối nghĩa từ trong miệng nàng truyền ra, tiếp theo hắc văn trên trán hào quang đại thịnh, trên đỉnh đầu tử quang lóe lên, một cái cự đỉnh màu tím hiện ra. Vô số tơ mỏng màu tím phun ra, ngưng kết thành một cái lưới lớn, đánh về phía cổ ma thi gầm nhẹ một tiếng, hai cái ma chảo hung hăng chộp vào tấm lưới màu tím ở trên không. Khanh, tấm lưới màu tím quả có chút kiên cố, một chảo đầy man lực của cổ ma thi, vậy mà tấm lưới chỉ kịch liệt run lên chứ không có tán loạn đi. Bên kia Âu Dương Minh chần chừ một chút, cũng nhanh chóng lao tới đứng bên cạnh Triệu Thiên Dĩnh, trên người hắc quang đại phóng, ngưng tụ thành một cái pháp tướng 8 mặt 16 cánh tay cực lớn. Một mảnh lớn ma quang đen kịt từ trên pháp tướng tuôn ra, ngưng tụ 10 đạo cột sáng đen kịt, oanh kích trên người cổ ma thi. Tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra,
thân thể khổng lồ của cổ ma thi thình lình bị đánh phải liên tiếp lùi ra sau. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào đánh chết cổ ma thi, nhưng chỉ quấn lấy nó một đoạn thời gian thì không có vấn đề gì. Liễu Minh đảo mắt nhìn lại thấy tình hình như vậy thì trong lòng chấn định hơn vài phần. Tiếp theo đưa tay vỗ vào bên hông, hư không kiếm nang bay ra, một đạo kiếm quang màu vàng từ đó lóe lên tức thì bắn ra trước, trong nháy mắt một thanh cự kiếm hơn 10 trượng đã hiện ra trước mắt. Hư không kiếm hoàn vốn dĩ có sở trường ở mặt tốc độ, nên ngay lập tức liền đuổi kịp Cao Hách Yểm. Cự kiếm màu vàng kim quang đại thịnh, nhắm trên đỉnh đầu Cao Hách Yểm hung hăng chém xuống. Lúc trước hư không kiếm hoàn linh tính có chút hao tổn, bất quá trải qua mấy ngày ôn dưỡng, cũng đã khôi phục vài phần. Liễu Minh từng tính toán đợi sự tình Ma Uyên chấm dứt, lập tức đem Ô Kim Sa cùng Lang Nha Bổng đoạt được trước đó đem dung luyện rồi dung nhập vào trong hư không kiếm. Lúc đó hư không kiếm sẽ không dễ bị tổn hại nữa mà uy lực cũng tăng lên vài tầng. Cao Hách Yểm không nghĩ tới Liễu Minh lại đuổi theo, nên không để ý, giờ phút này vừa thấy cự kiếm thanh thế kinh người như vậy thì thần sắc khẽ biến. Lập tức đình chỉ độn quang, cánh tay phất lên tế ra một cái lục lạc màu đen, lục lạc rung lên mấy cái liền biến lớn hơn 10 trượng chắn trước người hắn. Một mảng lớn hắc sắc điện quang hiện ra bên ngoài lục lạc. Một tiếng vang thật lớn, hai màu hào quang vàng đen đan xen lẫn nhau, cự kiếm cùng chuông, lục lạc run lên, đồng thời bay ra ngoài. Dường như lực lượng ngang nhau. Trên mặt Cao Hách Yểm hiện lên một tia đỏ ửng, thân thể chấn động lui về sau một bước. Luân phiên ác chiến, trong cơ thể hắn pháp lực sớm đã như đèn cạn dầu, lục lạc màu đen vốn là pháp bảo hắn ưa thích nhất, giờ phút này lại không thể thi triển ra được ba thành uy lực. Không chờ Cao Hách Yểm đứng vững thân hình, hư không sau lưng hắn chấn động, một bóng người màu đen quỷ mị hiện ra, thình lình chính là Liễu Minh. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã có một thanh phi đao màu xanh, một cái mơ hồ vung lên, mười mấy đạo thanh sắc quang đao đã liên tiếp hiện ra nhanh như thiểm điện đánh về phía Cao Hách Yểm. Thân pháp Liễu Minh quá mức quỷ dị, cho tới giờ khắc này, Cao Hách Yểm tựa hồ còn không kịp phản ứng, mà thanh ma nhận đã muốn đem đầu lâu Cao Hách Yểm chém xuống. Hành! Trên người Cao Hách Yểm đột nhiên lôi quang màu đen lóe lên, một cái pháp bảo khăn gấm màu đen hiện ra, đảo một vòng biến thành một tấm trường bào khoác trên người Cao Hách Yểm. Bề mặt trường bào màu đen hiện ra vô số phù văn lôi điện, mơ hồ phát ra đạo đạo hắc sắc điện hồ, dường như một mảnh dài điện xà đang du tẩu bất định, thanh thế kinh người. Kèm một tiếng, trường bào thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng thanh ma nhận chạm lên, lại cứng như sắt thép, đơn giản bị đánh bật ra ngoài. Hừ, bổn tôn giờ phút này tuy rằng pháp lực có chút tiêu hao, nhưng với một tên ma nhân thiên tượng trung kỳ như ngươi, muốn lấy tính mạng bổn tôn thì ngươi quá xem thường ta rồi. Cao Hách Yểm xoay người lại, gõ gõ trường bào màu đen trên người, lạnh lùng cười một tiếng nói. Có trường bào màu đen trên người, sắc mặt của hắn tựa hồ cũng không tái nhợt nhiều, khí sắc đèn hin hơn không ít. Liễu Minh cũng không nói gì chỉ khẽ đảo tay triệu hồi thanh ma nhận, quay về phiêu giật bên cạnh hắn. Đồng thời tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh đầu hào quang trắng đen lóe lên, lại nổi lên hai hư ảnh pháp tướng một đen một trắng cực lớn ồ, thậm chí có hai cái pháp tướng. Cao Hách Yểm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức bị vẻ dữ tợn thay thế, tay áo giơ lên, một cái hư ảnh pháp tướng cao mấy trăm trượng hiện ra. Có lẽ bởi vì pháp lực không đủ, hư ảnh pháp tướng hiện ra có chút mông lung không rõ. Nhưng vào lúc này, một tay Liễu Minh phất lên, hai pháp tướng sau lưng đồng thời bắn ra, mơ hồ đã xuất hiện ở hai bên trái phải Cao Hách Yểm. Bên ngoài thân hào quang tỏa sáng, hào quang đen trắng tuôn ra, đem Cao Hách Yểm bao phủ vào bên trong. Hào quang đen trắng ngưng tụ, biến thành một cái kết giới vài trăm trượng. Một tên thiên tượng cảnh vậy mà lại ngộ ra lĩnh vực. Cao Hách Yểm thân thể bị hào quang đen trắng siết chặt, toàn thân tựa hồ bị vạn cân man lực áp chế, cử động một chút cũng là muôn vàn khó khăn. Hắn đã đạt đến thông huyền cảnh giới, kiến thức tự nhiên cao minh, lập tức liền đoán được cái kết giới đen trắng này đại biểu cho cái gì. Các bạn đang nghe truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1360, Lực Trảm Thông Huyền. Nếu ngươi cho rằng dựa vào cái này liền có thể vây khốn bổn tôn, quả thực là người si nói mộng. Ta sẽ cho tiểu bối nhà ngươi thấy cái gì gọi là lĩnh vực thật sự. Cao Hách Yểm hét lớn một tiếng, hắc sắc của trường bào trên người hắn tỏa sáng. Lập tức hai tay nhoáng lên,
trên đỉnh đầu hư ảnh pháp tướng hắc sắc điện hồ một hồi đùng đoàng loạn hưởng, hóa thành một đôi cánh màu đen dang rộng đến mấy trăm trượng, vô số hắc sắc điện hồ quấn quanh ở phía trên cánh, nhìn giống như lôi thần. Đồng thời một tia lôi điện pháp tắc mơ hồ phát ra từ trong hai cánh, Liễu Minh thấy vậy trong lòng có chút kinh hoàng. Lông cánh màu đen khẽ vẫy thì một tràng tiếng sấm sét vang lên, dùng thân thể pháp tướng làm trung tâm. Một lĩnh vực tia chớp màu đen từ hai bên nhanh chóng mở ra, muốn phá vỡ lĩnh vực hai màu trắng đen của Liễu Minh. Một hồi lôi điện nổ vang, lĩnh vực hai màu trắng đen bị lĩnh vực hắc sắc điện hồ không ngừng oanh kích thì nổi lên một hồi run rẩy giống như sắp bị phá vỡ. Trong mắt Liễu Minh tinh quang lóe lên, phun ra một cỗ tinh huyết, hai tay liên tục bấm quyết, tinh huyết một phân thành hai, lóe lên rồi phân biệt chui vào bên trong hai hư ảnh pháp tướng trắng đen. Quanh thân hai pháp tướng trắng đen quang mang sáng ngời, lĩnh vực trắng đen lập tức ổn định vài phần. Liễu Minh cũng không đình chỉ động tác, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, tia sáng màu vàng đất chớp liên tục, 12 khối Sơn Hà Châu hiện ra. Hắn vung tay lên, Sơn Hà Châu lóe lên quang mang sau đó nhao nhao sáp nhập vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Cao Hách Yểm trông thấy cử động của Liễu Minh thì biến sắc, trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, hai tay kết quyết tạo thành một cái thủ ấn cổ quái. Xung quanh hắn lĩnh vực hắc sắc điện hồ quang mang sáng ngời, tiếp theo trong miệng hư ảnh pháp tướng truyền ra một tiếng gào thét. Lập tức có bốn đầu hắc sắc điện long cực lớn bất ngờ xuất hiện bên trong lĩnh vực. Sâu trong ánh mắt Cao Hách Yểm chợt hiện lên vẻ thống khổ, bất quá trên mặt hắn lại không có biểu lộ mảy may, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay mười ngón giống như bánh xe liên tục biến hóa. Bốn đầu hắc sắc điện long dương nanh múa vuốt bay ra, hung hăng cắn lấy lĩnh vực hai màu trắng đen ở bên ngoài. Điện long bất ngờ dùng sức cắn xé, lĩnh vực trắng đen kịch liệt run lên, những chỗ lôi điện đi qua thì lĩnh vực giống như giấy trắng, từng khúc vỡ vụn tạo thành những lỗ nhỏ như tổ ong. Hư ảnh pháp tướng ở hai bên cũng tùy thời trở nên mờ nhạt không rõ. Nhưng bốn đầu điện long cùng hư ảnh pháp tướng sau một kích đó cũng bởi pháp lực không chống đỡ nổi mà lập tức ầm ầm tiêu tán. Thân thể Cao Hách Yểm có chút dao động, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng, trường bào màu đen trên người bất ngờ lóe lên hắc quang. Từ một chỗ thủng của lĩnh vực trắng đen vội vàng chui ra ngoài, độn quang lóe lên muốn lập tức rời đi. Bất quá hắn vừa mới bay ra tầm hơn 10 trượng, xung quanh hư không đột nhiên ánh sáng màu vàng đất lóe lên, vài tòa núi màu vàng đất hiện ra, tiếp theo hoàng quang lóe lên bao bọc hắn vào bên trong. Cao Hách Yểm thấy thân thể bỗng dưng trầm xuống, giơ tay nhấc chân đều trở nên chậm chạp dị thường, trong mắt rút cuộc hiện lên một tia vẻ kinh hoàng. Ngươi không cần vọng tưởng nữa, nếu ở ngoại giới, ta tự nhiên kiêng kỵ ngươi vài phần, nhưng lúc này đây ngươi tu vi bị áp chế, pháp lực cũng hầu như hao hết, kiên trì không được bao lâu nữa rồi. Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái xuất hiện ở chính giữa hai cỗ hư ảnh pháp tướng có chút tàn phá, mắt liếc nhìn Cao Hách Yểm, trong miệng nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, hai cỗ pháp tướng lóe lên chui vào trong cơ thể hắn, không thấy bóng dáng. Diện mạo Cao Hách Yểm có chút anh tuấn, lúc này trên mặt hiện lên một cỗ điên cuồng khí sắc, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, sau đó mười ngón liên tục biến đổi, pháp quyết liên tục đánh ra. Giữa không trung máu huyết bỗng nhiên một phân thành hai. Tiếp theo hai tay lăng không một chảo, phía trên hai luồng tinh huyết hiện ra từng trận lôi quang màu đen, một chút biến ảo đã hóa thành hai bàn tay máu khổng lồ, nhắm về phía Liễu Minh hung hăng chảo một cái. Hào quang màu vàng đất xung quanh không cách nào ngăn cản. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ, một tay phất lên, một tòa núi màu vàng đất lớn hơn trăm trượng lập tức hiện ra chắn lại công kích của bàn tay khổng lồ kia. Hai bàn tay máu đột nhiên rung lên, bên ngoài bất ngờ hiện ra thêm một tầng hắc sắc điện quang. Oành! Giữa không trung ba màu hoàng quang, hắc sắc lôi điện cùng với huyết quang lóe lên, bất ngờ ngọn núi màu vàng đất bị đánh bật về phía sau. Nhưng không chờ Cao Hách Yểm vui mừng, hoàng quang quanh đó lại cuộn lên tạo ra hai ngọn núi màu vàng đất khác, phân biệt đánh tới hai bàn tay máu khổng lồ. Uinh uinh rầm rầm, bàn tay khổng lồ phát ra một tiếng gào thét, lập tức bạo liệt, Cao Hách Yểm cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cực kỳ uể oải. Trường bào màu đen trên người lôi quang lập lòe như muốn tắt, nhưng hắn cũng là một người kiên cường, sau mấy hơi thở ổn định lại tinh thần, hắn lập tức thẳng người lên, hai tay vừa nhấc đang muốn triển khai gì đó. Thì ngay lúc này, một cái thanh mang quỷ dị từ trong sương mù màu vàng bắn ra, một cái mơ hồ xuất hiện ở gần cổ Cao Hách Yểm. Sắc mặt Cao Hách Yểm đại biến, vội vàng nghiêng đầu muốn né qua, nhưng đã muộn. Ánh đao màu xanh như thiểm điện quấn quanh đầu Cao Hách Yểm, thân sắc hắn trở nên trì trệ,
đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống đất, thân thể ầm ầm ngã ra sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay một chảo, một cái bàn tay màu đen giữa hư không hiện ra chộp tới đầu lâu Cao Hách Yểm. Đột nhiên, hai đạo hắc quang từ hai bên thái dương hắn bắn ra, tránh được một chảo của hắc thủ, nhắm về hai hướng khác nhau, nhanh chóng phi độn rời đi. Một trong hai đạo hắc quang là một tiểu nhân màu đen, nhìn dáng dấp mặt mũi thì chính là nguyên thần của Cao Hách Yểm. Một đạo hắc quang khác lại là một cái chìa khóa, không sai chính là chìa khóa Ma Uyên. Liễu Minh không quản cái chìa khóa Ma Uyên đi đâu, tâm niệm hắn vừa động, một hư ảnh con rắn màu đen hiện ra. Lóe lên lao ra đuổi theo nguyên thần Cao Hách Yểm, chỉ đảo mắt một cái đã đuổi kịp, con rắn há miệng cắn lấy tiểu nhân màu đen. Tiểu nhân màu đen phát ra tiếng kêu hoảng sợ có phần thảm thiết, tựa hồ đối với hấp hồn cổ của Liễu Minh cực kỳ sợ hãi, trên người hắc quang chớp động dãy dụa muốn thoát ra. Nhưng thân thể hấp hồn cổ trùng chỉ uốn éo mấy cái, thân hình đã quấn quanh nguyên thần Cao Hách Yểm, miệng há lớn cắn đầu tiểu nhân nuốt vào trong bụng. Thân sắc hấp hồn cổ có vẻ hài lòng, thân hình khẽ động, đã bay trở về chui vào trong tay áo Liễu Minh. Lập tức, từng cỗ tinh thuần tinh thần lực từ trong cơ thể hấp hồn cổ truyền ra, sáp nhập vào trong thần thức hải của Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh chấn động, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ kéo tới, ở bên trong thần thức hải của hắn đã có thêm tinh thần lực không hoàn chỉnh trong nguyên thần Cao Hách Yểm. Đây là lần thứ nhất hắn đánh chết thông huyền cảnh ma nhân, không nghĩ tới đối với ngưng tụ nguyên thần cũng có giúp ích không nhỏ. Sắc mặt hắn vui vẻ, nhưng lập tức lắc lắc đầu, bởi bây giờ không phải là lúc nhận thức những điều này. Hắn phất tay, phát ra một cỗ hắc khí đem thi thể Cao Hách Yểm, tính cả lục lạc rơi xuống đất tất cả đều thu lại. Sau đó lại đánh ra một đạo pháp quyết, Sơn Hà đại trận lập tức tiêu tán, lần nữa biến thành 12 khối Sơn Hà Châu, bay trở về bên cạnh hắn. Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía xa xa, sắc mặt khẽ buông lỏng. Phía xa xa, hai người Triệu Thiên Dĩnh vẫn còn cùng. Cổ Ma Thi quần chiến không ngớt, lúc này đây trên người Cổ Ma Thi toát ra thi khí màu xám đen, ngưng tụ thành một cái giống như hư ảnh pháp tướng, không ngừng công kích về phía Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh. Triệu, Âu Dương hai người cũng riêng phần mình hiện ra hư ảnh pháp tướng. Pháp tướng của Âu Dương Minh là một cự nhân nhiều đầu nhiều tay, mà pháp tướng của Triệu Thiên Dĩnh là lần đầu tiên nhìn thấy, pháp tướng của nàng lại có màu tím bộ dạng nửa người nửa thú. Hai người liên thủ, đối mặt với Cổ Ma Thi cũng không rơi xuống hạ phong. Liễu Minh thở nhẹ ra một hơi, một tay nhấc lên, một tiếng kiếm rít như tiếng sét đánh vang lên. Hư không kiếm hóa thành một đạo kim sắc quang mang cực lớn, lóe lên rồi nhắm về phía Cổ Ma Thi kích bắn tới. Mấy trăm trượng khoảng cách đối với hư không kiếm hoàn mà nói chẳng qua là một cái chớp mắt, chỉ thấy đỉnh đầu Cổ Ma Thi kim quang lóe lên. Một thanh kim sắc cự kiếm tầm hơn 10 trượng bất ngờ hiện ra, sau một khắc kim sắc cự kiếm tức thì chém xuống đầu Cổ Ma Thi. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh thấy vậy, trong lòng biết đại hỉ, thế công trong tay nhanh hơn vài phần. Trong miệng Cổ Ma Thi phát ra một tiếng gầm nhẹ, thi khí pháp tướng của nó đang bị pháp tướng Triệu, Âu Dương hai người gắt gao cuốn lấy, lúc này đây đành phải vung cánh tay lên. Một cái ma chảo phát ra nồng đậm hắc quang, đầu ngón tay bắn ra móng vuốt nhọn hoắt màu đen cao vài trượng, trực tiếp chộp lấy hư không kiếm. Một tiếng giòn vang truyền đến. Kim sắc kiếm quang chặt đứt móng vuốt của ma chảo, nhưng đối với ma chảo lại không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ mấy cái chớp động ma chảo đã bắt được thân kiếm. Tiếng xe gió truyền đến, một cái ma chảo khác cũng cầm lấy một chỗ khác trên thân kiếm. Cổ Ma Thi cánh tay vậy sức, muốn đem hư không kiếm bẻ gãy làm hai khúc. Nhưng vào lúc này, hư không phía sau hắn lóe lên, thân ảnh Liễu Minh lại quỷ mị hiện ra, hai khỏa Sơn Hà Châu từ trong tay bắn ra. Lóe lên hóa thành hai tòa núi màu vàng đất, mang theo tiếng xé gió cấp bách đánh về phía Cổ Ma Thi. Mặt ngoài hư không kiếm kim quang lóe lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một thanh tiểu kiếm thoát khỏi ma chảo của Cổ Ma Thi bay ra ngoài. Cổ Ma Thi khẽ giật mình, hư không kiếm đột nhiên biến mất, hai tay vừa dùng lực bất ngờ bị mất đà, thân thể thoáng chao đảo. Chỉ một lát công phu, hai tòa cự núi cũng đã đánh tới phía trên đỉnh đầu của nó. Cổ Ma Thi phát ra một tiếng gầm rú, hai cái ma chảo nhanh chóng nắm thành quyền, hai nắm đấm cực lớn nhắm vào hai ngọn núi trên không hung hăng đánh tới. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong tay từng đạo pháp quyết bắn ra, chui vào bên trong ngọn núi màu vàng đất. Trên ngọn núi màu vàng đất hoàng quang lóe lên, lại phồng lớn hơn vài phần, bề mặt ngọn núi lại hiện ra từng mảnh lớn phù văn màu vàng, thoạt nhìn vô cùng khí thế.
ở một chỗ không ai ngờ đến, lúc này như ẩn như hiện một cái ảo ảnh màu xanh, bất ngờ đánh tới sau lưng Cổ Ma Thi. Ầm ầm. Nắm đấm Cổ Ma Thi cùng ngọn núi màu vàng đất một đen một vàng quang mang phát ra không ngừng đan xen vào nhau, phát ra những tiếng thiên băng địa liệt. Thực lực Cổ Ma Thi quả nhiên làm cho người ta sợ hãi, hai tòa Sơn Hà Châu biến thành hai ngọn núi khổng lồ vậy mà hắn với hai bàn tay không mà đánh cho hai ngọn núi nghiêng trái ngã phải. Bất quá hai ngọn núi cũng không chút ngừng lại, liên tục đánh xuống làm cho Cổ Ma Thi có chút chật vật. Thân thể to lớn của nó lắc lư hai cái, hai chân bất giác cũng lui lại phía sau vài bước, thân hình mới đứng vững lại được. Cổ Ma Thi lúc này đây tựa hồ bị đám người Liễu Minh khơi dậy hung tính, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ. Con mắt giữa trán phát ra hào quang chói mắt, từ trong đó bắn ra từng đạo hắc quang bé nhọn. Hắc quang lóe lên, giống như thuấn di đã đến trước người Liễu Minh. Các bạn vừa nghe xong tập 136 của bộ truyện Ma Thiên Ký của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.